Sinh từ Tô Châu, Trung Quốc, Ấn Tổ đưa ra 5 điều này nên áp dụng triệt để. Hôm nay giống nhàng khai triển tiếp tục 5 cái điều này và A Di Đà Phật. Điều thứ nhất, hãy nên tìm nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì tịnh nghiệp. So ra có ích hơn hàng ngày du hành bôn ba nhọc nhằn. Nếu đại chúng cứ ghi được thì có thể ghi những cái điều này, sẽ tìm trong văn sao cũng hơi khó. Hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ. Đọc đến đoạn ngưng đó là có dấu phẩy. Chết sạch hết những vọng động, chết sạch hết những vọng động, tu trì tịnh nghiệp. Nên chúng tôi đọc ở trong văn sao để lục ra là phải đọc cho hết mới biết những cái đoạn này, quý vị đi tìm là hơi khó. So ra có ít hơn hàng ngày du hành bôn ba nhọc nhằn. So ra có ít hơn hàng ngày du hành bôn ba nhọc nhằn. Cái điều này chúng tôi cảm được lúc trước đi học trường Phật học, rồi sau khi cái thời gian nghỉ trước khi Phật đản cũng được nghỉ khoảng nửa tháng, rồi vô hạ cũng được nghỉ, ra hạ cũng được nghỉ, rồi du hành bôn ba đi tìm hết nơi này nơi nọ các vị thầy. Ngoài chuyện học rồi cũng đi tìm các vị thầy chuyên tu ẩn tu trên núi non. Thì Ngài nói nếu mà làm những cái lời Ngài chỉ dạy là tìm một cái nơi chân thật ở yên chỗ đó. Vừa chúng tôi có nói cái nơi đó là phải thiên thời địa lợi nhân hòa, cái nơi đó là phải đầy đủ pháp tài lữ địa, rồi giữ lòng khiêm hạ. Thì so ra với những người bôn ba nhọc nhằn đi học trường lớp này trường lớp nọ cũng là thuộc dạng bôn ba nhọc nhằn. Dĩ nhiên là giáo hội của mình đưa ra những cái trường lớp cho các vị thầy học để có kiến thức về Phật giáo, để hoàn truyền cái giáo pháp của Phật Đà, thì điều đó rất là tốt. Mình không có phê bình hoặc mình bài bác cái chuyện này không được. Mà riêng tổ dạy thì phải nên ở một cái chỗ đó giữ lòng khiêm hạ. Thì Ngài sợ con người mình cái lòng ngã mạn nó lớn quá, vì cái tư hoặc ở trong 15 cái tư hoặc đó là tham sân si mạn nghi ấy. Cái mạn là ngã mạn, kiêu mạn nó quá lớn đi, cho nên Ngài nói mình phải giữ lòng khiêm hạ. Tu pháp môn gì cũng vậy, và làm việc gì trong xã hội cũng vậy. Nếu mà không giữ được cái lòng khiêm hạ đó thì người này gặp chướng ngại hoài. Chính cái tâm kiêu ngạo, chính cái tâm mà
dương dương tự đắc, nó sẽ gây trở ngại cho cuộc hành trình của mình. Chúng tôi kinh nghiệm thấy có một số các vị tăng sĩ học giảng sư, với những vị họ có cái khả năng ăn nói, họ nói rất là lưu loát, nhưng họ lo họ nói nhiều quá mà không có thời gian hành trì thì bắt đầu nó ảnh hưởng cái chuyện nói. Mà cái ảnh hưởng cái chuyện nói lớn nhất đó là cái ngã mạn và cái tham ái. Họ nói về cái chuyện là luân hồi sanh tử là do tham ái, là cái nhân của hiện tại, để nó chuốc lấy cái quả của sanh lão tử, nhưng mà họ giữ không được. Bởi vì lo hàng ngày chỉ đi bôn ba nhọc nhằn, học hỏi, nói năng, cho người ta xem mình là đại thông gia, giỏi, chứ không phải vì mục tiêu để liễu sanh thoát tử. Nhưng cái cách Ngài dạy rất là hay. Nếu mà mục tiêu vì liễu sanh thoát tử là mình nói chuyện ở tại nhà mình, những người nào có duyên với mình họ nghe, không bôn ba nhọc nhằn. Cái chuyện bôn ba nhọc nhằn mà giảng pháp thì cũng là bôn ba nhọc nhằn. Nhưng con người của mình bị chướng ngại nhất là các thầy như là thầy Nhuận Minh, rồi Phiên, thầy Tuệ, một số mấy anh em thầy hậu xuống đây rồi có cái khả năng ăn nói, chúng ta thấy nói rất là lưu loát, nói rất là tốt, bộ nhớ rất là tốt, có thể là hiểu một điều thôi là nói ra rất nhiều điều rất là tốt. Nhưng mà mình chưa chứng A-la-hán, nó chưa có triệt tiêu sạch cái ngũ độn sử, trong đó nó còn cái ngã mạn nó ở trong đó. Rồi mình nói rồi mình thấy người ta khen, rồi mình tâm đắc ở trong đó, rồi cái ngã hàng ngày nó nuôi lớn 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 cái phàm ngã mình lên. Rồi cái phàm ngã nó từ tiểu nó đến đại. Nhưng mục tiêu của người tu mình là phải từ cái hữu ngã, từ cái phàm ngã nó phải tiêu được và nó chuyển đi đến cái vô ngã. Mà khi người ta đạt đến cái vô ngã thì tấm lòng vị tha của người ta lớn. Cho nên thành ra chúng tôi rất là lo các vị tăng trẻ. Và một số các vị còn trẻ học vô đại học rồi có bằng cấp là học sinh giỏi vân vân. Thì ông Tổ nói một câu này để đại chúng lắng nghe, nhớ giùm. Người càng thông minh thì ngạo mạn càng mạnh, tập khí ngạo mạn càng mạnh. Người càng thông minh, người thông minh này khác với người có trí tuệ. Người trí tuệ là người phục được phiền não, do họ làm cho nghiệp thì bị tiêu. Nghiệp tiêu thì trí rạng, chứng tận phước sâu, lìa khổ đắc lạc, thọ mạng hết vãng sanh cực lạc. Thì người này có trí tuệ, họ khác với hàng trí thức. Hàng trí thức là càng có học vị càng trí thức. Người tu sĩ cũng nếu mà không có làm cho nghiệp tiêu mà học giỏi trong Phật pháp thì cũng là thuộc hàng trí thức thôi, trí thức trong Phật pháp thôi. Thì cái đây là trí thức, nó là bề mặt của ý thức, nó không phải là trí tuệ. Lắng nghe kỹ chỗ này, chúng ta lầm giữa trí thức và trí tuệ rất là nhiều, cứ nghĩ rằng học Phật pháp là phát sanh ra trí tuệ, lầm mất. Đó là chỉ là văn huệ thôi. Văn là do nghe, do đọc, do thấy là văn huệ. Người ta tư duy cũng chưa phải là trí tuệ, mới nói là tư huệ thôi. Tư huệ này nó chưa chuyển được phiền não, nó phải là tu huệ. Tu huệ tức là họ dụng công tu hành đoạn trừ tập khí để cho phiền não là nhẹ mỏng đi. Thì đoạn trừ một phần tập khí, nghiệp chướng nhẹ mỏng một phần thì trí tuệ phát sanh một phần. Chứ không phải là học tam tạng kinh điển rồi là mình có trí tuệ. Đó là chỉ vay mượn cái trí của Phật, bản thân cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, cái nhất thiết trí, cái diệu quan sát trí, cái đại minh cảnh trí, rồi những cái thành sở trắc trí ở trong tánh đức của mình không được lưu diễn, không được xuất hiện ra, do mình chấp vào cái tri thức. Cho nên Ngài nói đừng có bôn ba nhọc nhằn.
bôn ba nhọc nhằn thì càng bôn ba nhọc nhằn chừng nào thì càng tri thức lừng lẫy, mà tri thức càng lừng lẫy thì ngã mạn càng mạnh càng lừng lẫy, thì người này chướng ngại hoài và phải chết trước tuổi thọ. Nói như vậy mình vứt bỏ trí thức không cần học phải không? Không phải. Học rồi hành, học có nhiều hành nhiều. Ấn Tổ ngài nói chân thật niệm Phật, mình biết là chân thật niệm Phật, thành kính niệm Phật, mình thành kính niệm Phật. Nếu làm được như vậy lâu ngày chạy tháng thì nghiệp sẽ tiêu, trí sẽ rạng, chướng sẽ tận, phước sẽ sâu, rồi người này lìa được khổ ngũ trược, đắc được lạc an vui. Khi thọ mạng hết, niệm trước vừa diệt là niệm của thọ mạng, vừa diệt niệm sâu vừa vào liên thai, vãng sanh cực lạc, thọ dụng ngang với Phật. Những cái câu này là câu sở chứng của ngài nói. Bây giờ mình cho nghiệp của thân nghiệp sát sanh trộm cắp tà dâm mà tiêu á, và miệng mình nói khoe khoang, nói đâm thọc, nói rửa chửi, nói láo, rồi ý mình tham sân si mà để cho 10 nghiệp ác này mà tiêu á, thì không phải dễ. Khó vô cùng, khó cực kỳ khó. Nếu mà để tự nhiên nó tiêu, mình tiệm tu rồi mình không có dùng cái phương pháp niệm Phật nương theo Phật lực á, thì phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, mất thời gian vô cùng. Còn ngài nói là chỉ làm cho nó nhẹ mỏng, phục được nó và họ niệm Phật thành phiến, họ thành công. Một khối niệm Phật không khi nào bị vọng tưởng, nhưng mà vẫn còn yên nguyên tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến còn yên nguyên, nhưng mà nó không có lẫy lừng được nữa, gọi là phục được nó, thì người này bắt đầu trí tuệ phát sanh rồi đó. Trí tuệ của cái người mà phục được phiền não mà họ phát sanh này siêu quần bạc tỷ lắm, họ nhẹ nhàng lắm, cái gì đến với họ họ giải quyết rất nhẹ nhàng, họ giải quyết xong là dứt điểm, không có suy nghĩ chuyện đã qua mà không suy nghĩ chuyện sắp tới. Còn mình là phàm phu, cái chuyện nó đã qua rồi, cái chuyện chút xíu một xíu nó không có đáng cái chuyện gì, đi ra chợ mua cái bộ đồ mà về suy nghĩ hoài, trời cái đồ này được đẹp, nãy biết mua cái bộ đồ để kia đẹp hơn rồi, mua cái đôi dép không mà về cái đắn đo suy nghĩ hoài, cái đó là cái gì ạ? Tình chấp, chấp pháp, chướng ngại vô cùng. Cưới ông chồng, trời tôi biết trước tôi chả cưới ông cho rồi, nhìn ông mất gớt, mất ẹ. Mang sao vậy? Tình chấp, nó là không thực. Lúc đầu thì nó là đúng, nhưng về sau cái nó là sai. Cái đó là ngã mạn, vọng tưởng, điên đảo, tình chấp. Quý vị coi kỹ, bản thân chúng tôi thỉnh thoảng nó cũng xuất hiện, mà nó vừa chớm nở cái là niệm Phật giết nó trong trứng nước liền, để cho nó dây dưa nó thành bệnh rồi thì thôi rồi, không có chuyện gì giải quyết được chuyện gì. Mua cái nhà đó rồi mới đầu ưng ý hết biết luôn, vài bữa hỏi nhà này dở hơn nhà bên kia, thấy gì bữa mua nhà bên kia là ngon à. Đây, đó là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, rồi nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, nó kéo tới cho coi. Không giữ được câu Phật hiệu làm cái thước thủy. Cái thước thủy khi mà đặt lên thẳng cái này nó cân bằng là cái ống thủy nó nằm im một chỗ đó, là do gì? Do cái mặt bằng của cái thước công thủy nó đã bằng rồi, nó không bị chao đảo. Nếu mà cái thước thủy nó chao đảo như mấy ông làm thợ này nè, nó chao đảo thì cái mực nước nó cứ chạy qua chạy lại hoài thôi. Tâm của mình do chao đảo cho nên thành ra nó cứ phiền não rồi buồn phiền, tự nó giết mình thôi. Cho nên mình để nó thăng bằng cái như thước thủy thì nó làm sao nó chạy được cái bọt nước được. Cái tâm mình mà giữ được câu Phật hiệu cho nó thăng bằng thì hỏi làm sao nó bị lao chao được. Nhưng mà giữ không được. Còn người mà kêu họ phế bỏ hết những môn khác, họ không có làm gì nữa hết, đi làm ăn cũng không làm, buôn bán cũng không buôn bán, nấu cơm cũng không nấu cơm, ăn mì gói, ăn gì sơ sơ,
rồi bắt đầu làm gì, chỉ có niệm Phật không làm gì hết thì không thành tựu được. Nó là chú thạch mình ở trước, ông đi lên trên núi voi mà ở trên đó ông mang thùng mì lên, ông ăn mấy năm mì không làm gì, ngồi niệm Phật thôi, mà niệm bật lên bật xuống, ngã tới ngã lui, cũng kêu ai chui vô người, ông đóng đá gì đủ thứ đó. Mà thiệt ra thì từ nơi tâm tưởng của mình vọng tưởng trước, rồi mới có cảnh giới oan gia bên ngoài vô báo oán trở ngại. Cho nên thành ra cái việc mà dụng công tu hành không khéo, phế bỏ hết những môn khác, rồi chỉ chấp vào một môn, dẫu cho chấp vào một câu Phật hiệu, thì Ngài nói chỉ có đả thất, là vô đó một tuần, hai tuần, tháng, hai tháng thì được. Chứ còn không, bọn phàm phu chúng ta thời gian sanh chán, không làm được lâu dài. Đó. Cho nên là nói chỉ có hàng đại Bồ Tát thì họ làm chuyện này được. Còn phàm phu chúng ta thì thời gian ai cũng sẽ là người biến nhát. Tại vì tu một pháp môn mình nó phế bỏ những môn khác, đi làm cũng không đi làm, rồi trì chú đại bi cũng không trì chú đại bi, làm tất cả các việc thiện cũng thôi dẹp hết, niệm Phật là đủ, không cần làm cái gì thêm khác. Thì Ngài nói là như vậy là chấp một pháp cũng không được, cũng là ngã chấp. Mà lang bang, hồi nãy Ngài nói là lang mang không đầu mối, pháp nào cũng tu hết thì cũng không thành. Cái chỗ này nó chỗ quan trọng. Cho nên thành ra là cái việc mà Ngài nói là chúng tôi để trong lòng cái câu là chân thành cung kính niệm Phật thì nghiệp sẽ tiêu. Người này nghiệp sát sanh, ăn thịt chúng sanh bắt đầu tiêu dần. Mà khi nghiệp sát sanh, ăn thịt chúng sanh bắt đầu tiêu dần rồi thì bắt đầu thọ mạng họ kéo dài. Ngay chỗ này trong câu Phật hiệu có vô lượng thọ rõ ràng. Cái người họ quyết tâm ăn chay mà ăn không được, họ có căn lành cái họ quyết tâm họ làm được liền. Nhưng mà cái người mà họ niệm Phật, đi vào công phu cái là họ vượt qua cái chuyện ăn mặn một cách rất dễ dàng, và khởi lên tình thương thương chúng sanh vô vàn rất dễ dàng. Vì do có câu Phật hiệu họ dễ dàng vô cùng, bởi vì họ biết cái phương cách. Hầu như tất cả trong cuộc sống mình phải có cái bí quyết của sự thành công. Từ cái đứa nhỏ học lớp 3, lớp 5 muốn làm bài toán, nó cũng phải có cái công thức của nó hết. Nó phải có công thức của nó hết. Chuyện tu hành nó cũng có cái công thức của nó. Công thức đó là họ tu ngay nơi cái tâm, và họ có một phương pháp để họ an định cái tâm trong đó. Mà tâm họ có sức định rồi, họ làm gì một cách rất dễ dàng. Còn mình cái tâm lang bang, lang mang không đầu mối, tâm vọng tưởng điên đảo, muốn nó như vậy chập cây hết muôn mà không có một cái động lực gì để mình làm được hết. Nhiều người họ nói nhiều, nói chết suốt ngày, họ muốn không nói mà không được, thành thói quen mà không có cái gì để mà có thể đối trị cái mà nói nhiều. Nói nhiều là vọng tưởng nhiều, mà ngay nơi vọng tưởng mà họ không còn, họ chỉ lo niệm Phật làm gì họ nói nhiều nữa. Đúng không? Nó rất là hay, là từ nơi cái tâm ta mà trụ vào thì có pháp an trụ rồi thì nó yên ổn vô cùng. Cho nên khi mà họ trụ được như vậy thì lòng từ bi của họ phát triển rồi, họ luôn luôn muốn giúp cho mọi người. Cái chuyện mà hưởng riêng tư cho bản thân họ, họ không còn muốn nữa, trộm cắp không còn nữa, và luôn luôn phát tâm bố thí nội tài ngoại tài, thì bắt đầu là phước họ bắt đầu là tăng. Không những tăng đời này mà nhiều đời họ giàu có, sanh ở đời nào họ cũng giàu có. Rồi họ lấy cái câu Phật hiệu làm cái niềm vui, mà niềm vui trong câu Phật hiệu thì tứ thiền không bằng. Thì cái tứ thiền mà đem cái ngũ dục là tài sắc danh thực thì, hoặc là cái chuyện dâm dục á, mà so với tứ thiền thì một trời một vực, cách xa một trời một vực. Mà tứ thiền so với người niệm Phật thì người tứ thiền không bằng. Tại vì tứ thiền là tự thân mình đi tìm một cái pháp lạc ở nơi tâm địa mình. Còn người niệm Phật là họ lấy cái pháp lạc từ nơi công đức Phật hiệu, từ cái quả giác của Phật A Di Đà. Cho nên khi họ an trụ vô đó mà họ an lạc rồi, cái cảnh giới họ vượt xa tứ thiền một trời một vực. Cho nên thành ra họ an lạc ở trong đó, cực kỳ an lạc. Thì chỉ có người niệm Phật mới có thể thấu hiểu được, và chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột nguồn chân. Chứ hàng đăng địa Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa cũng chưa hiểu hết. Còn hàng nhị thừa là thanh văn duyên giác còn nghi.
Ông Tổ hay nói chuyện này. Những cái điều này chúng tôi nói là trong văn sao không, để chúng nghe đọc ra là nó có trong đó. Cho nên cái việc mà khi mà người niệm Phật thì ít gặp chướng ngại. Dẫu như gặp chướng ngại họ thấy rất là bình thường. Như cái năm 2024-2025 chúng tôi đang đi giảng ở bên Vancouver, là nghe lúc đó chú Hiền ông chưa thọ thì kheo là ông thông báo, ông kêu là cái chuyện Bến Tre đó là cái chuyện có thầy nghiêm trọng lắm. Chúng tôi vẫn hết cái lộ trình từ Vancouver xuống bên Calgary, rồi đi qua bên Saskatoon, đi vòng hết Canada xuống Vancouver, rồi bắt đầu mới xuống Toronto, rồi Montreal, đi cho hết lộ trình, rồi qua New York, rồi về lại San Jose, rồi về lại đây. Thì đáng lẽ mình nghe cái chuyện đó mình phải bỏ hết cái thời gian giảng mình đi về đây, mình cứ thôi chấp nhận sao cũng được, mình làm mình chịu, mà dọn cho có chuyện gì đó nữa đến thì mình cũng hết cái lộ trình giảng rồi về. Về gặp đúng nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Thì cái chuyện mà rắc rối xảy ra đến với mình, mình giải quyết như thế nào? Đem tấm lòng chân thành, cung kính, biết ơn để mình hóa giải thì nhanh cực kỳ. Thì lúc đó chúng tôi chưa đọc sâu vào văn sao, rồi gặp nhiều vị thầy cũng nói là phải nên chống cự, phải nên đưa lên trung ương giáo hội vân vân, mà chúng tôi cũng không muốn làm. Nhưng mà trong lòng mình cũng chưa bằng lòng cái chuyện đó, thì có chướng ngại, đúng thiệt có chướng ngại. Sau khi đó rồi chúng tôi qua bên Mỹ, cái lúc lần thứ hai tạm ngưng trụ trì coi như là một thời gian nữa đó, thì chúng tôi đọc vô văn sao rồi thì thôi hoan hỷ đi về, và hoan hỷ nói ở tại nhà mình, ở tại chùa mình, không đi giảng, mà chấp hành một thời gian, rồi từ từ cái bắt đầu hóa giải một cách nhẹ nhàng. Trong tâm mình đã hóa giải và không còn chướng ngại thì việc bên ngoài sẽ là hóa giải, không có chướng ngại. Trong tâm mình còn chướng ngại, chưa vô quái ngại thì việc chướng ngại bên ngoài nó tới liền, đỡ không kịp. Tâm chưa cảm, tâm mình đã chưa cảm. Đó. Cho nên thành ra chúng tôi cảm ơn cái bộ văn sao là từ cõi chết đi về. Vì sao ở bên Mỹ mà từ cõi chết? Mình nó không có người thân, chỉ có thầy Nhuận Minh. Lúc đó thầy Nhuận Minh bên này ông bệnh rồi, ông đâu theo chúng tôi qua đó đâu. Mình chúng tôi với thầy Nhuận Tệ, rồi có thêm chú Nhật Minh với lại thêm thầy Nguyện nữa, nhưng mà tê liệt không làm được. Một cảnh hai quê, thực sự một cảnh hai quê là cái chuyện khó khăn vô cùng. Một cảnh hai quê là bên này đủ thứ chuyện hết, giải quyết bù đầu bù cổ, bên đó không người để hỗ trợ cho mình tổ chức pháp hội. Trong bữa chúng tôi mới nói với cái anh ở bên miền Nam Cali, chúng tôi nói bên đó thực sự là tại San Jose người Việt 100.000 người, mà khi tổ chức pháp hội là miễn phí, là phi hoàn toàn, họ chỉ tới họ tu thôi. Thì vía Quan Âm đầu tiên là 1.600, đó là phải nói là bùng phát, là cái chuyện không bao giờ có, lại nằm trong danh hiệu ở tại trường Vô Bà Bô Nà, cái hội trường. Không thể nào có được số lượng như vậy. Vì cái chùa bên đó 100-200 là hết cỡ rồi, đâu có thể làm lớn được đâu. Cái hội trường đứng bỏ xe nó mới lớn được. Sau đó rồi rút từ 1.600, 1.300, 1.200 cho đến còn 500. Một cái hội trường đó trước phải 1.200 mà có 500, phải xếp cái ghế 2 mét. Quý vị nhìn vô phim thấy nó nhiều người, chứ mà xếp cái hàng này đến hàng kia cách nhau phải 2 mét để cho nó mới đông được. Mà họ đi đến thì họ vì công việc, cho nên chủ nhật không, bên đó tổ chức chủ nhật nhưng mà vẫn ít vắng. Thì chúng tôi nói cái công sức của mình bỏ ra quá lớn, tiền của để phi hết, mua sân khấu, mua tất tần tật để tổ chức, nhưng mà cái sự hưởng ứng quá ít. Thì Hòa Thượng Tịnh Không ngày cũng nói, ngày kêu đất nước Mỹ là đất nước có phước, phước lớn lắm. Nhưng mà người ở đất phước mà không hưởng phước thì chỉ có hàng Bồ Tát Thánh Hiền. Vì họ hưởng phước cho nên thành ra cái chuyện tu hành rất là ít, chứ không phải không có, cũng có người tu mà rất là ít. Cho nên Ngài nói thôi về lại Hồng Kông Trung Quốc. Ngài cũng về lại, và từ khi bà Hàng quán trưởng ra đi một cái là con của bà lấy lại cái niệm Phật đường, cái Tịnh Tông ở Đà Lạt, Mỹ Quốc, là bắt đầu ngày quay về lại. Ngày kêu ô có người giữ cho mình sướng quá, mình giữ mà không khéo, mình tính toán không kỹ là mình cũng mang tội. Thôi có người giữ cho mình rồi, ngày không tranh giành, ai cũng kêu ngày thư kiện, ngày kêu hòm. Tôi lúc đó là ngày về luôn, nhưng ngày về lúc đó năm chín mấy,
Thì các ngài tùy duyên hóa độ, nhưng mà cũng gì, tùy duyên để mà lui về lại cái căn cứ của mình. Thì ngài ở tại nơi Hồng Kông một thời gian khá lâu, nên hôm nay dịch bệnh bên Hồng Kông nhiều, và Trung Quốc thì các vị đệ tử ngài thỉnh ngài đi qua bên Úc, bên Rích Bình, ở bên Tịnh Tông trên núi. Ngài nói rằng là khi đến nước Mỹ, nếu người nào không kiên trì thì giảng sư giảng không được. Bây giờ ở các nước khác cũng như Trung Quốc, một lần ngài tổ chức 10.000 người mà qua bên đó chưa được 100 người. Nhưng mà ngài quen giảng không người rồi, ngài quen giảng một người rồi. Ở nhà bà Hàng Quán Trưởng 20 năm giảng một người, 5 người ngài giảng, cho nên chuyện đó là bình thường với ngài. Nhưng mà ngài nói là cái duyên hóa độ ở đây, họ không biết trong quý vị Pháp Sư và các vị Bồ Tát xuất hiện, cho nên thành ra họ đi vào cái nguồn máy xây chuyển theo cái nguồn máy để có tiền để mà đáp ứng được cuộc sống quá mạnh, quá lớn, cho nên thành ra không có thời gian. Bây giờ cho nên thành ra hồi xưa các vị tổ, các vị như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình, ngài tu ngài cũng đi vô trong rừng, ngài kiếm cái nơi non sâu hẻo lắm yên tĩnh ngài tu. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà con người để mà họ ở trong đất phước mà họ không hưởng phước thì chuyện này khó. Mà thường hưởng phước trong cõi này là gọi hưởng si phước. Hưởng si phước tức là họ có tiền, họ nói ăn thịt cho nó khỏe, cho nó có dinh dưỡng, ai cũng ăn mà. Họ uống bia, uống rượu, họ đi chơi thoải mái luôn. Mà kêu mà để dành tiền mà bố thí cúng dường là không bao giờ có. Mà Hòa Thượng hay tán thán bà Lily Hu. Bà này con của một ông giám đốc hãng bay Taipei ở Hồng Kông. Bà giàu hết biết luôn, con một ông giám đốc hãng bay mà Hòa Thượng cầm như vậy là bao nhiêu triệu đô là bà phát tâm không suy nghĩ. Và tin lời Hòa Thượng nói là càng bố thí là càng có. Cho nên thành ra là quý vị qua bên Tịnh Tông mà vô tâm thời hệ niệm bên gần sân bay, hồi năm 2014 chúng tôi qua một lần, 2010 cũng có, là họ bỏ ra có thể mấy triệu đô, họ phát tâm để họ lo hết cả một cái hội trường cho Hòa Thượng tổ chức cái tâm thời hệ niệm. Họ làm không suy nghĩ. Bây giờ họ tin một vị lão sư đã nói là không lừa gạt họ, là bố thí cúng dường không bao giờ mất, mà càng có gấp bội lần, gấp trăm ngàn lần. Nên hiện tại Hòa Thượng coi như là 6-7 người tỷ phú tranh giành để cúng. Mong Hòa Thượng nói có chuyện gì cái là họ, như ngài nói để xây cái trường học tại nơi Malaysia, cái là bao nhiêu triệu đô là trước khi ngài đến là họ đã chuẩn bị xong hết. Thì ngài nói là sở dĩ tôi được cái chuyện này là tôi không lo cho bản thân tôi chỉ lo cho mọi người, cho nên thành ra có những người khác lo lại cho tôi à. Hay như vậy, cho mình chỉ lo cho bản thân mình không, cho nên thành ra khi mà đụng chuyện rồi cái là mình kêu người khác lo cho mình, không có, không ai lo cho mình hết. Bởi vì cái phước mình đâu có lo cho nhiều người được mà bắt nhiều người lo lại cho mình. Ngài đến một cái nhà đó, người ta tha thiết mời ngài đến để dùng một buổi trưa, dùng cơm. Xong rồi cái bà vợ nôn đi, hỏi cô đi đâu vội vàng thế. Kêu con ngoài cái việc làm bác sĩ, còn cái việc để mà ngành phụ đó là hát. Mà hát đó có công chúng đến để quy động làm cái bệnh viện. Ngài hỏi bệnh viện bao nhiêu tiền, thì bà đó nói 2 triệu đô bên Úc á. Cái ngài nói ồ vậy hả, thôi đừng đi hát để tôi cho. Mấy đệ tử bên cạnh ngài, Hòa Thượng Thượng Tọa Ngộ Hạnh rồi nói: thưa thầy, trong ngân hàng không có đồng nào. Ông kêu không sao đâu, để Phật Di Đà cho. Ngài vừa nói vậy không biết thông tin lan liền. Bây giờ cái sức ảnh hưởng ngài lớn, ngài không có khởi niệm rằng là muốn người đó cúng người kia cúng. Thông tin lan đi cái là bà này 500, bà kia 700.000, rồi gom là 2 triệu đô đủ gửi cho ngài. Rồi bà mới hỏi Hòa Thượng có thiệt hả, như vậy chừng nào? Hòa Thượng kêu từng. Trời, ông nói từng mấy vị đó mới run nữa chứ. Đúng từng mang đến 2 triệu đô đưa cho bà xây cái bệnh viện nhỏ nhỏ vừa để mà cho người chữa những người bệnh miễn phí, giống như những cái bên mình gọi là những cái trạm y tế lớn lớn. Ngài nói là tôi làm việc cho Phật Di Đà, chẳng lẽ Phật Di Đà không cho tôi cứu người mà. Và tôi nguyện là đệ tử trung thành với Phật Di Đà thì chắc chắn Phật Di Đà không bỏ tôi. Còn mình là đệ tử mà đệ tử không trung thành, mình con không phải là con ruột, mình nhận Phật Di Đà là cha ghẻ, đúng không? thì mình chỉ hưởng được nhiêu đó. Nên người ta niệm Phật là phước lớn phước sâu, chướng tận là cái chỗ này.
họ trung thành trong thật niệm với Phật. Họ không khởi niệm lên để mà phan duyên đi vận động để xây chùa, xây bệnh viện làm gì hết. Họ yên trong đó hàng ngày họ niệm Phật, họ giảng kinh. Mà khi cái duyên đến cả ngàn, cái duyên đến ngày kêu đó Phật đem đến cho mình đó, không từ khước. Một việc thiện nhỏ họ không từ khước. Thì có Phật giúp cho họ liền. Như hòa thượng giúp mấy triệu đô vừa qua bên châu Âu, cái là có người cúng một cái tòa nhà lớn, thiệt là lớn, một cái tòa nhà biết bao nhiêu tiền đô la, nhiều lắm, tiền euro quá trời lớn. Không khởi niệm, cho nên thành ra Ấn Tổ nói một câu, anh em ghi vô cái này: vô tâm mà cầu, cầu lại được. Vô tâm mà cầu, bởi vì người ta không có khởi niệm. Cái chuyện đến với họ, họ không khởi niệm. Như cái bà đó, bà đến với hòa thượng, bà cũng không khởi niệm kêu hòa thượng để cúng dường, mà hòa thượng cũng không tìm bà. Vô tâm mà cầu, cầu lại được. Hữu tâm mà cầu, cầu không được. Ô, cái câu này của Ấn Tổ nói nó hay cực kỳ, mấy anh em nghĩ không? Đó, bây giờ mình thực tế trong cuộc sống coi. Hữu tâm mà cầu biết bao nhiêu thứ không? Cầu xe, cầu cổ, cầu tiền, cầu bạc, cầu nhà, cầu cửa, cầu vợ luôn đúng không? Cầu có con nữa chứ. Đó là hữu tâm mà cầu, cầu không được. Vô tâm mà cầu, cầu lại được. Cái người niệm Phật để vãng sanh, cầu nguyện để vãng sanh, trong cái nguyện mà vãng sanh hoàn toàn là vô tư lự, vô ngã, vô chúng sanh, vô thọ giả. Cầu vãng sanh cực lạc, không có một cái gì đó chướng ngại về cái chuyện là danh, là lợi, là tài, là sắc, là ăn, là ngủ, là tự tư tự lợi. Họ một cái tâm trống rỗng mà cầu vãng sanh. Nếu mà kêu vô cầu không cầu vãng sanh được không? Không được. Mà cái người cầu vãng sanh họ không có bị vướng mắc trong tứ tướng đó. Trong tứ tướng họ không bị vướng mắc. Tướng nhân, tướng giả, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Thì trong tứ tướng này, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, họ không có vướng một cái tướng nào trong cái tâm họ hết. Có người nào mà cầu vãng sanh rồi liên ái chuyện vãng sanh không? Có bị dính mắc chuyện vãng sanh không? Không có bị, họ không có bị vướng trong đó. Thì cái chỗ cầu này là cầu viên mãn nhất, hoan hỷ nhất, an lạc nhất. Và cầu này là không có bị thất vọng. Quý vị để ý nha, lắng nghe chỗ này. Chúng tôi đang nói đến cái chỗ là niệm Phật phước sâu, chướng tận, nghiệp tiêu trí rạng. Phước sâu của người niệm Phật cái chỗ này. Họ niệm Phật, họ không có cầu. Mình ở bên ngoài đời không niệm Phật mà cầu, lớn lên cái cầu công danh, học hành đỗ đạt, có nghề nghiệp. Công danh chưa xong, học hành chưa tới nơi, bắt đầu nhảy qua cái cầu người yêu. Rồi dính vô đó, nó yêu gì đó mà yêu, rồi cuối cùng phiền não trong yêu, rồi cuối cùng mặt mày sơ sát hết trơn, khổ đau trong cái yêu cũng không thành. Rồi khi lỡ thành ngang, lỡ thành hôn rồi, rồi cầu có con. Giờ cầu có con rồi phải cầu cái sự nghiệp để cho nó chứ, phải cầu sự nghiệp. Thì những cái cầu này là giả không thiệt, cho nên cứ bắt bóng, chạy theo bóng, bắt bóng, uống nước muối mà kêu là đỡ khát thì chuyện này không có. Như vậy trong cuộc sống kêu người ta không có cầu và như con người chết đơ như cây khô không? Không phải. Thì chỗ này lắc léo hơi khó. Chuyện đến họ đến, mặc áo, ăn cơm, làm việc, họ thuận theo đó họ làm, không khởi niệm, làm hết bổn phận. Họ ở trong đó, an định ở trong đó. Thì từ từ cái sự an định đó, rồi từ từ cái tâm của họ nó an định, nó an ổn trong đó, lâu ngày chạy tháng họ thành tựu được. Cho nên chúng tôi thấy cái người mà ít cầu công danh cho bản thân mình, ít cầu tư lợi cho mình, thì người này là người thông dong. Cái tướng của họ nhìn thấy nó, ví dụ là đời trước của họ là không có bố thí cúng dường, họ nghèo nha, mình thấy họ nghèo nhưng mà họ rất thông dong. Người đời người ta có cái bài hát là nghèo cho sạch, rất cho thơm, họ rất thông dong. Còn cái người mà thấy tướng tá mập mạp, nhìn thấy có như là công việc làm ăn thấy được rồi nha, thấy ngon lành rồi nha,
lên xe xuống cội ngon lành mà thấy họ bận biệu, họ vất vả, họ không có thông dong. Người thông dong nhìn thấy họ rất là thoải mái, mảnh mai mà rất là tự tại, thì con người này sẽ làm được chuyện lớn. Đó, cho nên cái phước của người niệm Phật thì Ấn Tổ Ngài nói rằng là cái phước người này phải là bằng giữ phước của các vị cõi trời, cõi A-la-hán, cõi Bồ-tát mà họ không có hưởng. Để khi nào họ hưởng cái phước này, đến lúc mà họ lâm chung đó, thì họ hưởng cái phước này là những người thiện tri thức, những người có phước đến hỗ trợ họ, không có phải là những người đến báo oán để kiếm đòi nợ họ, họ tránh được. Còn cái người không có phước thì lúc lâm chung người ta tới đòi nợ mình, con nó tới nó khóc lóc, nó kiếm chuyện, nó làm rất phiền phức với mình. Cũng như ni sư hôm nay, hôm qua là đi về, ni sư mình đồng hơn 2 tháng, con cái nó chở hòm lên, chùa thì có hòm rồi, chở hòm lên, nhưng mà ở dưới Sài Gòn cái nơi chỗ ở họ không có làm giấy báo tử, họ nói chết chỗ nào làm báo tử cho nó. Rồi lên trên này mấy thầy hỏi thì kêu ừ thôi giờ làm báo tử chứ không thì sư cô sao thiêu được, mình hoan hỷ. Thì thực ra có những người họ không có thích là do con cái gây phiền chùa của họ, trước khi mất lên gây quá phiền, rồi bữa nay làm gì làm đi, bỏ ghét. Họ thù giặc, họ không thích, rồi kêu lúc trước gây chướng ngại coi như là giỏi, nói xấu chùa mà đứa con trai nó nói không còn cơ mang gì mà chịu nổi, thầy tuệ lại nói ông thầy nhàn bị tai bị tiếng, chùa đóng cửa rồi có ai vô trong đó không đâu, mẹ tôi vô trong đó ông nằm, nó nói không còn chỗ che, bữa nay nó quỳ lại cầu để mà giúp giùm, để mà xin báo tử. Mấy thầy cũng quan hỷ. Thì cái chuyện mà trong cuộc sống khi mà mình đụng chuyện rồi mình nhờ vả người ta thì hết lòng lắm, nhưng mà khi người ta nhờ vả mình thì mình không hết lòng. Không hết lòng thì sao vậy? Thì khi cái phước của mình hết rồi đó, mình nhờ vả lại ai cũng không có ai giúp cho mình. Trên cái phước của con người đó là một việc thiện nhỏ chút xíu xíu họ cũng làm, họ không bỏ. Đức Phật xỏ cái cây kim cho bà già, mắt bà không thấy đường để xỏ kim may đồ, Đức Phật tới ngồi xỏ cái kim cho bà may đồ. Một việc thiện nhỏ, thiệt là nhỏ, là một giọt nước nó nhỏ vô cái lu, mà nhiều giọt nước nó sẽ đầy cái lu. Một việc thiện nhỏ tích trữ, nhiều việc thiện nhỏ sẽ là một việc thiện lớn, là nhiều điều thiện lớn. Nhưng mình tham, mình làm những chuyện lớn, lên pháp tòa đi, những cái chuyện họp hành lớn, còn ba cái chuyện nhỏ, trồng rau, trồng cỏ, ba cái chuyện mà lặt vặt mà làm chi. Thì người này không bao giờ có được nhiều việc thiện. Và có nhiều người nói là tiền mình phải làm ăn, nó phải vô chục triệu, trăm triệu, chứ để dành chi mà 5.000, 10.000 để làm gì. Tiền nhỏ thôi không cần, thì người này không bao giờ có tiền nhiều. Cái người có tiền nhiều là người ta quý trọng đồng tiền, quý trọng không phải là ích kỷ nha, quý trọng và tờ 5.000 nhăn nhó họ cũng xếp ra cho thẳng. Ở bên Mỹ có một cái hay là tiền của họ khi mà họ cầm đến cái là họ đếm, mà họ thấy quay ngược đầu cái là họ phải là quay lại cho nó thuận đầu hết, họ đếm đếm họ lật qua lật lại tiền lộn xộn là họ quay cho thẳng đầu lại hết. Một đồng đô la cũng là tiền, rách lòng đôi họ cũng đổi cho mình. Nên ra cái việc mà phước báu trong nhân gian này thì bí quyết của nó nằm chỗ nào? Để chúng lắng nghe. Một mặt là người này tiết kiệm cho bản thân mình, không phung phí. Một mặt là họ bòn từng chút. Con người đời cũng vậy, họ có tiền nhiều là do họ biết tiết kiệm, không xài phung phí, rồi họ chịu bòn. Chứ nếu mà họ có tiền nhiều, họ không có chịu mà bòn để làm ăn kiếm, mà họ cứ xài phung phí thì tiền như núi cũng hay hết. Nguyên tắc phước báu cũng vậy thôi. Phước báu của họ không xài, họ để dành đó, họ giữ đó. Thay vì họ có tiền là phước họ có, họ đem ra họ cho người khác dùng tiếp, thì phước càng thêm phước. Cái giếng có nước, họ cho người khác múc uống thì nước mạch càng ra ngon. Nhưng mà ít ai hiểu được cái đạo lý nhân quả này. Có là mình phải xài cho người ta hưởng nó hết làm sao.
mình phải phải hưởng chừng nào nó thừa quần áo cho thiệt nhiều, nhà cửa cho thiệt đẹp, rồi bắt đầu nó thừa quá rồi bắt đầu mới đến gia đình, rồi gia đình mới ra người bên ngoài. Cái quan niệm người ta vậy chứ dễ gì họ giúp cho người khác đâu, đúng không? Cho nên thành ra phước của họ mau hết. Hôm qua hôm bữa chúng tôi ngồi ngay chỗ cái bộ ghế ăn nghe mấy mấy cái bánh bột lọc. Cô đã cô đưa 4 cái, chúng tôi nói dư ăn không hết đâu, thôi mang vô cho người ta chứ để ăn không hết rồi nó dư rồi nó phí. Cứ ngon lắm, ui dồi, cô nặng bánh ngon lắm, xô vụt vút cô làm 4 cái luôn đi, trời 4 cái bể bụng luôn, chưa sao ăn cơm. Cái đưa bà 2 cái bà mang vô, cái ngồi ăn có cái bà cụ bà khồn, mà bà cụ 67, 69 tuổi là gần 70 tuổi, bà khồn nhất của chùa mình nè. Bà khồn bà hay kéo cái xe bà đi thụt lùi á, cái kêu bà tới đây ngồi chơi. Bà tới bà ngồi, bà tưởng có chuyện gì mình làm mà bà cũng sợ, bà nếm nếm. Bà tới bà ngồi cái xong đưa cái bánh cho bà ăn. Bà cụ ngồi xong chú Minh kìa, đưa cái bánh cho bà ăn xong cái bà ngồi bà ăn mới hỏi sao mà trước bà tu sao, kêu trước còn thích tu thiền lắm, cũng ghét niệm Phật ghê gớm lắm, không thích niệm Phật. Khi mà nghe sư phụ giảng về niệm Phật, con thích niệm Phật, con niệm lắm, con niệm nhiều lắm. Xong cuối cùng con vào trong này con tu, rồi con xuống đây con tu, con an lạc lắm. Rồi mỗi ngày con phải làm sao, vừa thức dậy là phải 20 biến đại bi, mới ngồi bất kể mà mình cảm giác bà là không phải là 69 tuổi. Cái đầu của bà nó tinh nhẹ, mà mình lúc trước thì ít khi nào nói chuyện, ngồi nói chuyện mà thấy bà đi lồm khồm chậm, mình nghĩ chắc bà cũng nói chậm rãi, mà bà cũng không có thể nào nhanh nhẹn cái trí bà như vậy. Mà không ngờ bà nói chuyện sao mà cái trí bà nó quá nhạy luôn, hỏi cái là bà trả lời râm rắp mà không có lạc đề. Còn hỏi bà khỏe không, kêu chưa no. Cái đầu của mình nó không có ổn, hoặc mình hỏi khỏe không kêu chưa no, thì mình biết là cái bà này cái đầu như là ché que à. Mà hỏi cái gì là coi như là bà nói ngay chốc cái đó, và bà nói rất rõ ràng. Thì mình ngồi nói chuyện tưởng chừng như nói với cô gái khoảng 19-20 tuổi, nó còn sức sống như vậy. 69 tuổi mà cái sức sống của bà nhìn cái tướng bên ngoài thấy lù khù lùm khồm đi như vậy đó, nhưng mà cái đầu bà quá tinh nhẹ, do cái tâm người ta có pháp an định, thấy không? Chúng tôi khen một bà cụ vậy là mọi người biết bà cụ đó rồi đó, thì mình phải làm sao đó ít nói ít suy nghĩ, tâm định tĩnh thì trí tuệ người này phát sanh, đúng không ạ? Còn mình suy nghĩ nhiều quá tưởng mình là giỏi mà cuối cùng là gì, không được cái gì, cuối cùng thua mấy người, người ta tâm tĩnh lặng. Cho nên nó không có hạnh phúc nào lớn lao bằng sự bình an tĩnh lặng của tâm hồn mà. Bình an tĩnh lặng của tâm hồn là một cái hạnh phúc lớn nhất cuộc đời, hơn có tiền tỷ luôn. An lạc. Giữ lòng khiêm hạ, chết sạch hết những vọng động. Chết sạch hết vọng động là sao? Người này không còn cái suy nghĩ cho bản thân của mình, tự tư tự lợi của mình, bản thân mình họ không suy nghĩ đến nữa. Mà cái người mà còn vọng động đó là lo cho bản thân mình, lo cho tự tư tự lợi, chỉ biết mình không biết người khác, và được thì gì, hứng ha hứng hở vui mừng cũng là vọng tưởng. Không được mà thường không được thì nhiều, thì lúc đó bắt đầu mặt mày bị xị, buồn phiền, làm mình làm mày. Nhớ lúc trước ở nhà mỗi lần mà bà cụ bà đi bán bánh hỏi về đó, là thường bà có để mấy đồng tiền lẻ ở trong cái gánh bánh hỏi. Hoặc dạ bà cũng thương với nhàn, lúc trước ở nhà coi như giỏi lắm, thì bà chị là chị Cúc có chồng rồi, cho nên anh Trung anh Trực với thầy Hưng thì coi như là thầy Hưng thì nhỏ, còn hai anh thì làm chuyện lớn, thì chúng tôi giống như con gái trong gia đình. Bữa nào mà bệnh với bà cụ bà kêu bên đây con gái tôi bệnh rồi, bởi vì họ bệnh cái là nhà cửa không ai quét hết trơn, rồi nấu nướng đồ được cũng là khó khăn cho bà cụ. Thì bà cưng, nhiều lúc bà cưng rồi bà về bà hay để mấy đồng lẻ rồi trong cái gánh bánh hỏi á. Thì mỗi lần bà về thì chạy ra để lục gánh bánh hỏi, mà cái bữa đó cái bà đó bà cũng gánh cái gánh về, mà tưởng mẹ chạy là lục lục bà la bà kêu mày làm gì vậy mày, trời giật mình chạy te về nhà trốn, sợ bà vô bà đọc nữa, nó quê gì mà nó quê. Cái bữa sau chạy lớn bà nhìn coi thấy đúng bà cụ không, cái đúng bà, cái là lật lên mà bữa đó có mấy đồng lẻ, một cái là mừng, trời ơi má nè thương con lắm, mà bữa nào cũng có dùng dằn về rửa chén nữa không nổi luôn. Mình mắc cười, cái tuổi nhỏ mình là mấy mà còn nhỏ mà sao biết là cái kiểu đó ra, đâu có ai dạy gì đâu, cái má đi chợ về không có đồng nào hết trơn, cái bữa nay không có tiền lẻ hay sao có,
bữa sau phải có đó, bữa sau không có nữa là bắt lùm mình làm mẩy kêu rửa chén không rửa. thì mình biết là cái tâm phàm phu của con người mình nó mắc cười lắm. Nó vừa là ích kỷ mà thay vì mẹ mình dạy lúc còn nhỏ khi mẹ về phải lo lắng rửa chén rồi lo nước non gì không, không má chạy ra chưa hỏi má khỏe không là lục trong cái vỏ trong cái gánh ở phía sau coi thử có tiền không đã. Cái gì cha mẹ không có dạy. Không à, có như thầy giáo kể kêu trời ở nhà nhỏ đi đánh cá mà bà già mà không cho một cái là ông già không cho là năm mình làm mấy là khóc cả ngày phải cho trèo lên cái thuyền đi đánh cá rồi mới cười vui. Đó là cái bản chất của con người mình là gì? Là ngang ngạnh, là bướng bỉnh, là ích kỷ. Mà nó nuôi cái này, chừng lớn lên rồi bắt đầu học được nghề nghiệp bác sĩ, kỹ sư gì đó rồi cái tâm này không có mất. Mà nó càng ngày nó càng lớn, nó càng mạnh. Người tu sĩ cũng vậy. Nếu mà vào tu mà không khéo dụng công để tiêu trừ những cái tập khí này thì càng tu nó càng mạnh. Thì biết nó ảnh hưởng đến Phật Pháp như thế nào? Thọ mạng Phật Pháp đi đến đâu quý vị biết không? Thấy gì? Chúng ta không nói tên ai, với những vị thầy như chúng tôi từ bốn mấy năm mươi, sáu mươi mà kêu mà xây chùa lên rồi thì đệ tử người ta dành quý vị biết cỡ nào, kinh khủng luôn. Và nhiều cái vấn đề tranh đấu trong đó, xây dựng kiên cố, đấu tranh kiên cố mà trong cái thời mạt pháp này 9.000 năm còn lại là như trước, không phải đơn giản. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày hay nhắc cái chuyện này. Ở nhà ngoài đời đôi khi có vợ hai ba đứa con, cái nhà nhỏ đôi khi bỏ Phật già thấy nó bình thường, nhưng mà vào chùa rồi thấy năm bảy trăm người con là Phật tử, xưng mình là thầy, họ là con, họ nói mình là thầy, và bắt đầu có nhiều con, nhiều người kính trọng rồi, chùa cao Phật lớn rồi, không lo dụng công để tiêu trừ tập khí tham sân si mạn nghi, thì người này là người giặc tăng, là phá hoại Phật Pháp kinh hồn. Phá hoại. Bởi vì cái chướng ngại đó là tham sân si ngã mạn đó, nó gây chướng ngại. Chướng ngại lớn vô cùng. Cho nên ra nếu mà chúng ta mà không có dụng công khéo mà để tiêu trừ tập khí, để mà giữ lòng khiêm hạ, để chết sạch hết những vọng động đi đó, thì thua thất bại. Cho nên Ấn Tổ lắng nghe chỗ này quan trọng. Có một vị đó xin vô Linh Nham để bế quan tịnh tu nhập thất, nương cái đức của đại chúng, thì Ấn Tổ nghe nói thầy trong đồng ý cho ông bế quan tu, đó là cái điều may mắn của ông. Nhưng khi ông vào đây tu thì thứ nhất là ông không nên nhập thất tu để mục đích về sau mình trở thành người đại thông gia, thông đạt cho mọi người biết ta là tu nhập thất. Ông mà cái ý niệm này khởi lên là chướng ngại, coi chừng bị ma dựa. Vấn đề thứ hai nữa đó là ông chết sạch hết cái tâm vọng động mong cầu để nhanh chứng đắc. Cái tâm này cũng là cái gốc của ma dựa. Và khởi niệm lên xây chùa dựng miếu, đây cũng là cái gốc của ma dựa. Nó có phước báu tự nhiên đến thì mình làm, còn khởi niệm vọng động thì chết ngay. Vậy kỹ không? Vậy kiểu đó ông đó chỉ lo gục mặt xuống là dụng công chết sạch hết vọng động thôi, không còn chỗ nào nữa hết. Mà nếu không làm đúng như lời ngài thì tiêu ngay. Vì ngài kinh nghiệm bế quan tịnh tu từ lâu rồi, mà vào để mong cho chứng đắc thì đây cũng là cái tâm dục tốc bất đạt, cũng là cái gốc của ma dựa. Rồi mong cho mình chứng đắc, mình làm người gọi là có đầy đủ pháp duyên rộng rãi khắp các nơi, thì đây cũng là cái chuyện chướng ngại, đúng không? Thực ra cái khả năng của chúng tôi và cái điều mà quý thầy hỗ trợ cho chúng tôi đi về Việt Nam mà làm đình làm đám, đi Đại Tùng Lâm Hòa Thượng Quảng Hiển hay kêu lúc chúng tôi xuống ở chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức qua thăm Hòa Thượng, ngài bị đau thất vị địa điểm là qua, là ngài kêu xuống Đại Tùng Lâm tổ chức là cơ hội chúng tôi rất lớn. Khi mà xin nghỉ dưới này, Lường Đọa Thanh Phong cũng nhiều lần nhắn tin để mời chúng tôi, và các vị trong ban trị sự cũng mời chúng tôi đi, đây là cơ hội rất lớn. Nhưng mà đọc vào trong này thấy ngài nói là đừng có vọng động, thấy mình là thông gia rồi khởi niệm lên thấy mình là đắc pháp duyên để dược nhiều người thì thời gian hết công phu thì chết ngay, chết tươi liền. Mình chưa phải là Bồ Tát, đừng có làm như Bồ Tát. Mình chưa hàm dưỡng cho đủ thì tiêu ngay.
chén nó chưa nung thành sành mà qua một trận mưa nó thành bùn, mà chén đã nung thành sành là người này trở thành pháp khí rồi. Người này trở thành pháp khí thì chén đã thành sành thì mưa kiểu gì nó cũng là sành thôi. Người này đã hàm dưỡng, họ đã hàm dưỡng nội công thâm hậu, họ chứng niệm Phật tâm bụi rồi, họ đâu dám ra ngoài nữa đâu. Họ nhất họ đắc nhất tâm, họ thành phiến rồi, họ ra họ sẽ mất, họ chưa vãng sanh được. Còn những các vị Bồ Tát là ngài là coi như là vàng thiệt rồi, đâu có sợ lửa. Còn mình đây là rôm mà ra gặp lửa không cháy là chuyện lạ, rửa gặp rôm mà không cháy là chuyện lạ, được không? Mình là thằng là rôm rác mà đòi ra mà gặp lửa. Mình phải nói như vậy thì lúc đó làm sao? Thôi từ khước tổ chức 8 lần vịnh nghiêm xong, ngừng lại, bắt đầu về nhà lo cho việc nhà mình, không nên lo việc nhà người quá sức. Lo việc nhà mình là việc nhà mình sắp xếp chưa xong. Rồi lo cho việc nhà mình sâu hơn nữa là vọng tưởng của mình cũng sắp xếp nó chưa xong, nó còn lừng lẫy thì lo cho ai? Xen vào chuyện người ta để làm gì? Rồi cuối cùng chuốc họa vào thân. Lúc đó là kêu trời không thấu, ai cứu mình được? Cho nên những điều này là những cái tâm huyết của chúng tôi nói, anh em mà để lòng trong dạ mà áp dụng tu hành thì chúng tôi nói bảo đảm thành công. Từ khi chúng tôi đọc văn sao bắt đầu là thấy mình giống như là rơm rác rồi, thấy mình là người phàm phu tục tử thôi, ở nhà đóng cửa tu. Nhưng mà đọc đến ngày nói mà hàng ngày phải thường giảng kinh cho đại chúng, nhưng mà không thăng tòa và kéo nhiều người đến. Thăng tòa tức là một cái đại chúng đông kéo nhiều người đến, coi chừng có chuyện. Đệ tử của họ là A, là B, là C, quy y với họ rồi, mà trong cái quy y là tất cả các thầy, thầy nào cũng là thầy của mình. Nhưng họ kêu là đó đệ tử của tôi, ông thầy nhàn dành. Cái lúc mà thời mà giảng theo hòa thượng nói về cái chuyện quy y diệu âm á, thì cuối cùng là hòa thượng là quy y không sao, mình quy y thì bao nhiêu người lên trù dập nói mình là người ta đã quy y rồi còn quy y thêm diệu âm nữa, để câu Phật tử, kéo Phật tử mua danh chuốc lợi đủ kiểu hết trơn. Mà đúng thiệt, nhìn Ấn Tổ hay, ngài đặt pháp danh cái những người nữ, ngài tên Liên, cái những người nữ ngài đặt cái chữ lót khác, tên Tịnh rồi tên Hạnh, những cái chữ nữ. Những người nam họ đọc là Tông, Tông Hiền, Tông Thật, rồi ngày chuyển qua hết, ngày kêu đặt một loại tên đó, người ta sẽ nói là đệ tử của mình, rồi họ sẽ kiếm chuyện với mình bởi vì đệ tử mình đông quá. Hay vô cùng, cái cách của Ấn Tổ hay vô cùng. Nên mỗi vị có mỗi cái cách để mà họ làm sao cho nó phù hợp, thì chúng tôi thấy cái cách của Ấn Tổ là nó phù hợp. Mà riêng cái vấn đề diệu âm đó cũng là một cái cách của hòa thượng phía bên Trung Quốc, rồi bên Hồng Kông là cái nơi đó là phù hợp ngài vô cùng, mà mang về để áp dụng thì đôi khi có trở ngại. Không, người ta đã quy y rồi kêu quy y thêm diệu âm có vấn đề, nhưng mà chuyện này thì nó không thực sự không có vấn đề gì cả. Không, trong kinh Vô Lượng Thọ nói khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đồng một danh hiệu là diệu âm Như Lai, có cũng tốt mà không có cũng không sao. Nhưng mà người ta dựng lên kêu là phải quy y diệu âm mới được vãng sanh. Họ nhiều cái trắc trở, cắt chắc chéo, và mình là không có khéo cho nên mình bị dính chưởng là do mình đó. Cho nên thành ra là cái việc mà để mình tu hành thì ngài nói cái bí quyết của nó là phải tìm một nơi chân thật có đại chúng. Cái chỗ chân thật này chúng tôi muốn nói với quý vị là có đại chúng, có đại chúng. Trừ trường hợp mình chỉ là Bồ Tát thì mình giống như là tế điên thì thôi, ngài uống rượu thì gì, ngày nhả cái ra là rượu nó thành vàng thiếp tượng Phật, còn mình uống cái mình nhả ra thành cho con chó ăn chè nó cũng giống ăn nữa, con chó nó ăn nó cũng giống ăn nữa. Cái nhiều người nói tế điên cũng uống rượu thì Ấn Tổ nghe nó tế uống vô rượu nhả ra là vàng để thiếp Phật, còn uống rượu ông nhả ra rượu còn chưa được nữa, ông nhả toàn là ba cái thứ gì đâu không mà ông chấp vô cái chuyện đó. Đó, ăn con gà cái tự nhiên hả miệng con gà sống bay ra, còn ông ăn một miếng vô một khối á, ông nhai rồi ông nuốt xuống đó nó ra một khối còn chưa được, cái khối nguyên vẹn nó còn chưa được, chứ đừng nó ông giả ra con gà. Đó, mình ăn thịt vô nó ra miếng thịt, mửa ra lại miếng thịt đâu, hay chạy xuống nó ra thành cái thứ gì. Thì mình là quá phàm phu cho nên ăn vô cái là nó thành cái gì đâu không à. Còn tế điên là vị Bồ Tát rồi, ông ăn vô miếng thịt gà cho hả miệng ra có con gà sống bay ra. Còn mình ăn vô cái xỉn giờ một xị cho chó ăn chè, chó nó cũng không ăn cái chè này luôn, hai xị ra hè nằm ngủ đó. Thì sao, thì mình uống vô cái mình mê mất, mình say mất.
Cho nên thành ra là Ấn Tổ Ngài nói là mình phàm phu đừng có bắt chước Bồ Tát. Phàm phu giữ thân phận phàm phu, thì phàm phu này là an vui, biết thân phận mình. Mà phàm phu mà thấy mình như Bồ Tát thì phàm phu này coi chừng đi bộ đội lên đường, nguy hiểm vô cùng, chết ngay, đúng không? Cho nên thành ra là cái việc mà mình biết mình thì biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không? Yên ổn vô cùng. Thì cái điều hôm nay chúng tôi nói vẫn chưa xong, đó là chuyên tu tịnh nghiệp. Nói đến cái đoạn đó là tìm một nơi chân thật, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch hết vọng động, chuyên tu tịnh nghiệp. Không bôn ba nhọc nhằn. Đó, thì cái điều này Ngài dạy trong những điều trong cho các vị tịnh tu đó. Đó. Thì hôm nay có cái lời của Tổ sư Ấn Quang Ngài khai thị, thì có thầy Tánh đọc cho đại chúng nghe. Hôm nay Chủ nhật chúng tôi nói hơi thêm một chút xíu nha. Các đại chúng trên đó cố gắng ngồi lắng nghe một tí nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư Ấn Quang khai thị phương pháp niệm Phật. Quý vị nói chuyện đời ràng buộc, không cách gì thoát khỏi được, thì ngay trong lúc bị ràng buộc ấy, chỉ cần không bị chúng xoay chuyển, thì ràng buộc liền thành cởi gỡ. Như gương chiếu hình tượng, hình đến chẳng cư tuyệt, hình đi chẳng giữ lại. Nếu không biết nghĩa này, dẫu có chưa sạch mọi chuyện thế tục, không còn có chuyện gì phải lo toan, cũng vẫn bị cái tâm vọng tưởng tán loạn, ràng buộc kiên cố, chẳng thể cột rửa thoát khỏi. Người học đạo phải hành xử thuận theo địa vị, tận hết bổn phận của mình. Như thế thì suốt ngày việc đời ràng buộc, nhưng suốt ngày vẫn cứ tiểu giáo ngoài vực. Câu nói nhất tâm vô trụ, vạn cảnh điều nhàn, chẳng ghét lục trần, vấn đồng chánh giác, chính là nói về điều này vậy. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Từ Ngạn Như và Từ Dật Dư. Muốn cho chân chi hiển hiện, thì trong lời lẽ hành vi thường ngày phải thường khừa dấp chiếu, chẳng để cho hết thảy tình tưởng trái lý tạm chống trong tâm, thường khiến cho tâm này rộng sáng thông suốt như gương đặt trên đài, hệ có cảnh liền hiện bóng, chỉ chiếu cảnh trước gương, chẳng bị cảnh chuyển. Sâu tốt tự nó cảm chi đến ta, đến chẳng mong ngóng đi không lưu luyến. Nếu tình tưởng trái lý vừa với chúng này, liền nghiêm ngặt đối trị trừ khử cho hết sạch. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 3, lời tựa đúc bằng kẽm lưu thông sách tương huống của ông Viên Lỗ Phàm. Một niệm của chúng sanh và một niệm của Phật không hai, do mê chứ ngộ nên toàn bộ trí huệ đức tướng biến thành phiền não nghiệp khổ. Tâm vốn là một, do mê ngộ sẽ khác nên khổ vui khác biệt. Do vậy biết rằng một niệm tâm tánh vốn là biển trí huệ công đức, do phiền não chứng lớp không có trí huệ chiếu tỏ, thì toàn thể biến thành phiền não nghiệp khổ. Nay dùng trí huệ giác chiếu, thì biến phiền não nghiệp khổ liền biến thành biển trí huệ công đức. Vì thế kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh lá thư số 3. Bản thể của cái tâm chẳng khác với Phật, cho nên Đức Phật dạy con người niệm Phật, dùng lửa trí huệ từ sức thần thông oai đức của Phật để chứng luyện Phật tâm đang bị xưng tạp phiền não hoặc nghiệp của phàm phu. Ngô hồ phiền não hoặc nghiệp ấy đều bị tiêu diệt, rơi rớt tứ tán, chỉ còn giữ lại cái tâm thanh tịnh thuần chân, thì mới có thể bảo tâm tức Phật, Phật tức tâm. Chưa đạt đến địa vị ấy, dẫu có nói tự tâm làm Phật,
Tâm Phật này độ tự tâm, ta chính là Phật, Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Thì chẳng qua là dạy về thể tánh của cái tâm mà thôi. Nếu luận về tướng, sự tướng và dụng, lực dụng thì điều hoàn toàn chẳng phải. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ Châu Trừng Huệ Tịnh. Niệm Phật cũng là pháp dưỡng khí điều thần, mà cũng là pháp tham cứu bản la diện mục. Vì sao nói thế? Cái tâm của chúng ta thường luôn rối loạn. Nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy tập niệm vọng tưởng dần dần tiêu diệt. Hễ vọng tưởng tiêu diệt thì tâm quy về một mối. Quy về một mối thì thần khí tự nhiên sung mãn thông suốt. Ông không biết niệm Phật là nhất vọng. Cứ thử niệm đi, sẽ nhận thấy đúng mọi vọng tưởng trong tâm điều hiện. Nếu niệm lâu ngày, sẽ tự chẳng còn những vọng niệm ấy. Thoạt đầu cảm thấy có vọng niệm, đấy là do niệm Phật niệm mới hiển lộ được những vọng niệm trong tâm. Nếu không niệm thì chẳng thấy rõ tâm có vọng niệm. Ví như trong nhà thanh tịnh không bụi, nhưng một tia nắng lọt qua khe cửa sổ sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Do ánh nắng thấy rõ bụi trong nhà, vọng trong tâm cũng do niệm Phật mà hiện rõ. Nếu thường niệm Phật từ tâm thanh tịnh. Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu Thuấn, Châu Công niệm niệm chẳng quên, nên thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Đấy là do thường luôn nghĩ nhớ, có cách gì niệm Phật. Do tâm miệng của chúng sanh bị phiền não hoặc nghiệp ô nhiễm, nên Phật dạy hay dùng tâm miệng xưng niệm hồng danh tín hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Như người nhiễm hương thân có mùi thơm, niệm lâu ngày nghiệp tiêu, chí rằng chứng tầm phước cao, Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phùng Bích Cụ. Dạ, đó thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Trong này có mấy cái câu mà đại chúng không biết có ghi chưa, mà Giảng Nhàn cũng ghi vào tập. Nhất tâm vô trụ, vạn cảnh đều nhàn, chẳng ghét lục trần, vẫn đồng chánh giác. Ghi phải học chứ, ghi để đó học thuộc lòng, giác về học vô thuộc. Câu này nó hay. Mình ghét lục trần là sắc thân hương vị xúc pháp. Thấy người đó đẹp mình thích, thấy người đó xấu mình ghét, thì ghét lục trần. Nghe cái tiếng mình thấy nhạc hay quá, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Bắt đầu cái hát, hát khoái cái đó vô, gọi là thích lục trần, là thinh trần, rồi vui. Còn cái gì mà không lọt tai vừa ý là ghét, gọi là ghét lục trần. Cho nên gì? Cho nên bị dướng mắt trong đó. Chẳng ghét lục trần, vẫn đồng chánh giác. Cái khổ nó cũng từ nơi là sắc thanh hương vị xuất phát. Cái khổ nó từ nơi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý à. Nó chấp vô trong đó. Nó ghét thì là có chuyện, mà nó chẳng ghét thì nó không có chuyện. Nó lạ vậy đó. Con người mình là bị thinh trần, là âm thanh nó chi phối lớn lắm. Nghe người đó nói một câu giống như mũi tên vô hình nằm trong tâm, lâu ngày chạy tháng trong đó thành ung thư cái tâm đó, do ghét nó. Cho nó tới nó đi không ghét dửng dưng. Trời, người đó chửi mình, chửi xa xả luôn, chửi sảng sảng, chửi phải nói xối xả luôn, ghét bực muốn chết luôn. Đi một đoạn cái mình kể với người đó nói trời ơi, cái thằng đó nó khùng ghê lắm, nó khùng bà cố, nó gặp ai nó cũng chửi, đâu phải nó gặp bà không đâu, nó khùng mà chấp nên chi. Cái thằng khùng mà chấp làm gì, té ngửa ra nó bị khùng, nó gặp ai nó cũng chửi. Thì cuối cùng mình chấp vô nó là mình khổ, mà mình thấy nó khùng thì đâu có khổ đâu. Thì nói cho si cùng, si xét cho cùng tận, thì đến khi nào hết khùng, đến thành Phật mới hết khùng.
còn vọng tưởng là còn khùng. Ông chồng ông chửi mình có khùng không? Ông chửi, dạ em xin lỗi anh ạ, dạ em xin lỗi anh ạ, cái xin lỗi miết hả? Mình biết mình có lỗi người ta mới chửi mà, hoan hỷ. Nhưng mà mình biết ổng là khùng rồi, mình có trách đi ông, giống như thằng khùng nó chửi mình biết nó là khùng rồi, mình có trách gì không? Không có trách. Nhưng mà đừng có nói ông bị khùng, tôi không trách ông, thì ông quýnh cho phù mỏ. Mình có nói trong tâm mình là ổng là khùng rồi, được không? Hay lắm, cái pháp đối trị đó là cái phương pháp mà họ hiểu ra được cái vấn đề. Không ghét lục trần, vẫn đồng chánh giác. Niệm Phật thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí, đại viên cảnh trí, tất cả loại trí tuệ có sẵn trong tánh đức hiển lộ. Người ta biết cái điều này rồi là người ta lo niệm Phật, không có đu theo vọng tưởng nữa, thì họ sẽ có trí tuệ gọi là siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử thôi. Họ trầm hâm vô làm cái chuyện này. Còn cái người mà họ trầm hâm vô làm cái chuyện hơn thua phải trái đúng sai, chạy theo vọng tưởng điên đảo, cái gì cũng cho mình là giỏi, mình biết hết trơn, thì người này trí tuệ của họ mất hết trơn luôn. Do cái ngã chấp nó ở trong đó, nó phá rối cái trí tuệ. Rồi hồi nãy thầy Tánh có đọc cái chỗ mà khi con người mình niệm Phật thì nghiệp tiêu trí rạng, chứng tầm phước sâu, khai minh tâm địa. Cái điều này là rõ ràng chính xác 100%, nhưng mà mình chưa thấy những cái điều này nó quý. Chưa thấy những điều này nó quý, cho nên mình mới bị chướng ngại cái chuyện trí tuệ của mình không có. Duy tuệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của đời người, đúng không? Thì đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi chia sẻ với đại chúng. Bây giờ thêm một chút xíu cái vấn đề nữa, đó là cái vấn đề sinh hoạt trong đại chúng một chút xíu. Thì chúng tôi muốn kể cái câu chuyện mà thời Đức Phật còn tại thế, trong đại chúng bất hòa. Đại chúng bất hòa tức là nhiều cái lý do ở trong đó mà đại chúng không có hòa thuận được. Thì chúng tôi nghĩ chắc đại chúng chưa chứng A-la-hán thì có chuyện này xảy ra. Mà các vị đại chúng chứng A-la-hán thì cái ngã người ta mất rồi thì không còn bất hòa nữa, không có bất hòa trong đó, mà họ là hòa thuận với nhau hết. Tham sân si mạn nghi họ đâu còn nữa đâu mà có cái chuyện bất hòa. Tâm họ như hư không rồi, mình đến mình chọc ghẹo, mình chửi rủa, mình đánh đập mà họ đâu có còn hơn thua gì nữa đâu. Họ vô cảnh giới đó rồi. Còn người chưa chứng A-la-hán, chưa vô sơ quả thì có chuyện. Thì lời qua tiếng lại, cái Phật ngày buồn. Anh nói Phật thì còn buồn, còn giận, còn hờn thì không có đâu. Ngày buồn gì là đại chúng chúng sanh ở cõi này can cường khó độ quá, và mình cũng không có nhân duyên để độ họ. Thôi ngày đi vô rừng, ngày đi vô rừng, ngày ở trong đó. Thì khi mà ngài vô ngài ở trong đó, ngài là sống trong cây, trong gốc cây, rồi ngài ngồi dưới gốc cây, ngài ngủ là bình thường à. Ngài vô rừng ở trong đó. Thì một số các vị đi vô, nhất là ngài A Nan lúc đó ngài chưa chứng A La Hán, vô khóc năn nỉ ngài về, rồi hứa hẹn là về là không có chuyện đó xảy ra nữa, rồi hứa hẹn xong rồi ngài cũng về. Thì ngay nơi Đức Phật còn tại thế mà trong đại chúng vẫn còn có cái chuyện lục đục mà. Ý chúng tôi muốn nói là trong chùa chúng tôi thì cách xa Phật, và bản thân mình cách xa Phật bao nhiêu lâu rồi? Gần 3.000 năm rồi. Thì tâm phàm phu tục tử mình nó khởi lên nặng cỡ nào mà kêu trong chùa mà không có chuyện gì xảy ra thì cái đó là quê hương cực lạc rồi, chứ không phải là quê hương Đà Lạt nữa đâu. Chắc chắn là nó như vậy. Cho nên chúng tôi nói như vậy, khi quý vị thấy gia đình quý vị có chuyện xảy ra là mình thấy đây là cái chuyện nó phải có. Và mình tìm cách để mình biết cái cách để mình hóa giải, chứ không có cắt bỏ. Cũng như trong cơ thể của mình cái gì hư cắt bỏ thì thất bại, không được. Phải điều chỉnh, phải chuyển hóa, phải sửa nó. Bao tử chưa hư thì mình phải uống thuốc cho nó liền, cho ai là cắt bỏ luôn. Nó mới có đau sơ sơ mình cắt bỏ không được. Cũng như các thầy trong đại chúng mới có chớm lên những cái chuyện không ổn thì mình phải điều chỉnh, chứ đâu có thể đuổi ra khỏi được. Không nên cắt bỏ. Đức Phật cũng vậy, ngày một là ngày bỏ ra đi thôi, chứ ngày không nói nữa. Mà chúng tôi ngồi suy nghĩ, mà nếu mà chúng tôi bỏ ra đi chắc mấy người không biết, không qua đũa cả nắm, với một số người nói thôi cho ông đi cho rồi, khúc mắt cho tôi mệt ông quá ông ơi. Có nhiều người họ không có tiếc, không có thể hiện được cái tâm tôn trọng sư trưởng. Không phải qua đũa cả nắm ai trong này cũng vậy, mà có nhiều người họ cũng không quan tâm, không màng. Thôi ông đi đâu đó ông đi, tôi ở đây có sống được rồi.
Cho nên thành ra mình phải tính kiểu khác thôi, không đi đi cho ở trong rừng luôn sao? Mà mình phải xử lý cái kiểu khác. Họ không ổn họ bắt quà, một là cho hai người đi luôn, còn hai là cho họ quỳ trước chúng thôi, chứ mình đi giờ chắc cũng không giải quyết được gì à. Phật đi thì giải quyết được, bởi vì những căn lành của người đệ tử đó hồi xưa họ còn thương Phật, kính Phật, thương thầy mình. Chứ giờ đây tìm một người thương cũng có, nhưng mà thương trọn vẹn chết sống mình nó, họ làm gì họ làm theo cái chuyện đó thì hơi khó. Họ làm được thời gian ngắn, cái sau họ cũng bẻ chỉa, họ làm theo kiểu của họ, khó vô cùng. Cho nên nói cái chuyện này là nó liên quan đến cái chuyện mà hồi hôm qua chúng tôi có lên trên tỉnh thất trước một ngày là hôm kia, hôm kỳ gì đó, chúng giao cho chú Tú, chắc giờ chú cũng đang ngồi nghe cho nó. Hôm qua thì chúng tôi lên không phải nổi sân mà cũng thể hiện ra tướng tiêu diện le lưỡi cho mấy ông sợ một chút, để ông ra 30-40 người để làm xong cái chỗ đổ hủ thôi, chứ không có phải là sân hận gì. Lên trời ơi, cái nhà gì đâu mà lợp cái mái tôn với làm cái nền không, mà cả đống người trên đó đã giao cho cái ban thợ xây rồi, chú Tú rồi chú Hậu rồi chú Duyên rồi một số các vị 5-6 người giao cái ban để làm cái nền. Đậu hủ là cái lương thực cung cấp quan trọng cho đại chúng, mà phá cái lò đậu hủ bên ngoài rồi là phải có lò đậu hủ mới liền để làm đại chúng ăn đậu hủ nó mới có dinh dưỡng chứ. Giao cho chú Tú, kêu ra rõ ràng: chú Tú làm được không? Dạ vâng được ạ. Bao lâu xong? Một ngày là xong. Nó tiếng Bắc thực sự hôm nay chúng tôi nói hôm bữa mà chúng tôi giao cho chú Lợi là ông xong rồi. Tuy rằng cái chân ông đau nhưng mà ông này nói cái gì là ông làm cho tới nơi, ông dán gạch xung quanh cái này đó, một hai ngày là xong. Ông biết chúng tôi cần, cái khi không cần thì không có gấp, bởi vì cái nhà đó mình cũng làm không xin phép, mình làm đại đại thì che cái mái tôn lên, họ tưởng làm nhà thì nó khó khăn cho mình. Ông kêu một ngày là xong, hỏi hai ba lần, nếu không xong buổi sáng thì chiều kêu anh em ra làm nha. Kêu vâng ạ. Rồi hồi hôm qua tưởng là bắt đầu làm rồi, hôm kia lên nói thì kêu để dựng cái máy, thì kêu thôi để dựng cái máy đi, giờ dựng cái trụ rồi xong. Cái hôm qua buổi sáng trồng gừng ở dưới này, buổi trưa thức dậy đánh lễ tu, cuối cùng chạy lên đó thấy cả bao nhiêu đứa thợ sắt mà nó chỉ đưa được mấy cái kèo lên tôn, cũng không ai để cho nó. Gặp chú Linh nói sáng mấy thầy mấy chú ra làm chút xíu, rồi kêu sư phụ nó làm buổi sáng thôi, cái rồi cuối cùng đi vô hết trơn luôn, không có ai làm phụ cho nó hết trơn. Trời, chúng tôi lên kêu thầy Nhuận Minh ra, mọi người kêu ra hết, đi kêu thầy Nhuận Minh kêu ổ sao công việc này quan trọng mà sao không làm. Kêu sư phụ kêu làm buổi sáng thôi, kêu đúng, buổi sáng thì công việc bình thường thì mình có thể bị sáng, còn bây giờ công việc quan trọng thì mình phải quyền biến, mình phải phương tiện, mình làm cho nó xong cái lò đậu hũ chứ. Thì vừa nói ra là thầy Nhuận Minh nói liền là ai biểu nói làm buổi sáng chi. Ý là kêu là làm buổi sáng thì phải làm buổi sáng, thì bắt làm chi buổi chiều, như thiên lôi á, sai quýnh ở chỗ đó, quýnh chỗ đó à. Sai ngưng là ngưng à, không có quyền biến. Mấy đứa nhỏ thì được, chứ mình lớn 40 tuổi rồi nói cái chuyện đó không đúng. Thì cái không phải là lỗi thầy Nhuận Minh, mà do chú Tú giao cho ổng cái ban thợ xây rồi. Rồi chứ hôm bữa hợp là cũng kêu cái lò đậu hũ đó là quan trọng nha. Cuối cùng không tôn trọng cái người đi trước và không có quan trọng cái công việc. Ví dụ chúng tôi là em của chú Linh, đứa nhỏ lên nói chú Tú thì ổng kêu mày con nít, thì thôi không nói nha. Còn mình là người lớn trong này nói chuyện với nhau, hẹn hứa hẹn là phải xong. Ví dụ đại chúng không làm thì mình cũng phải làm. Khi làm chúng tôi lên chúng ta thấy một mình ổng lủi thủi, thì chúng tôi săn tay áo nhảy lên. Hôm qua chúng tôi đeo chuỗi rồi mặc áo dài rồi liền quan bên hết. Chú Nhật Minh cũng bay vô làm bay vô làm đến tối xong. Nếu mà hồi sáng ra phụ là xong cái nhà đó, tối đại chúng vẫn công phu khỏe rồi, đâu có gì đâu. Bây giờ không làm để đại chúng làm cả đêm rồi 9-10 giờ xong rồi sáng cũng không công phu nổi. Hôm qua chúng tôi là chú Tú, chú nói chú không làm thì chú phải kêu thầy. Ui, con không thèm làm, con làm không được đâu, thầy lên làm đi. Thì lúc đó báo một tiếng. Cái người mà họ nói như vậy thì vẫn còn có thể chấp nhận được, mà cái người im im mà họ không làm là biết cái người này kinh khủng. Đáng lẽ sáng nay chú Tú phải quỳ trước cho chúng. Nhưng mà cái việc này cũng liên lạc đến, liên hệ đến đại chúng, không có hỗ trợ. Mà không hỗ trợ cũng không có kêu thầy Nhân Minh gọi xuống để chúng tôi hỗ trợ kêu người ra. Đáng lẽ chúng tôi đi lên trên đó ngồi uống trà, uống nước với mấy anh em buổi chiều, đồ thăm, đồ này nọ, đồ ổn rồi phải không? Cuối cùng lên là săn tay áo làm đến tối luôn. Đó. Cho nên thành ra cái việc này hôm nay Giác Nhàn thực sự không phải buồn. Hôm qua giữ dằn la mấy anh em, nhưng mà trong lòng cũng thấy hơi suy nghĩ. Ngay nơi mình còn sống sai họ, họ hứa trước mặt mình như vậy rồi, họ bỏ đó. Xây mới vài cục đá sơ sơ rồi nghỉ.
vô đâu phải bệnh hoạn gì đâu, nghỉ. Mà cái nền nó đơn giản vô cùng, không có đất thì kêu xe ra chở đất vô, cái là mình ban mặt bằng sơ, cái là mình làm là xong. Hôm qua lên tính ra 4 giờ mấy, làm đến 8, 9 giờ xong rồi. Lý do gì? Bất tuân, không cung kính người đi trước. Nói thì vân vân dạ dạ sư phụ, nhưng mà để kêu làm thì không vâng lời chân thật làm theo. Cho nên hôm nay giao lại cái người mà quản lý về cái ban xây dựng chúng tôi lập ra là thầy Long. Chú Tú này mình tin tưởng mình giao mà ông không có làm. Hôm qua vừa nói cái mở miệng ra lý do lý cháu, im đi đừng có nói, đi làm đi mai xử lý ông. Đúng ra là phải cho quỳ trước chúng. Cái này là cả ban xây dựng, cho nên thành ra đợt này tha đó. Vừa nói ra thầy Minh nói làm buổi sáng, làm buổi sáng, nhưng mà điều thầy Minh không biết cái thông tin là cái này còn gấp cái lò đậu hũ. Cái chuyện này là cái chuyện đơn giản, chúng tôi không muốn nói ra trước chúng, nhưng mà cái chuyện này nó nhỏ mà lâu ngày nó sẽ thành chuyện lớn. Chuyện nhỏ họ bất kính, không vâng lời làm theo thì chuyện lớn cũng vậy luôn. Nguy hại vô cùng, mà chú Tú đâu phải đứa con nít nhỏ đâu, có vợ hai ba đứa con thôi. Nếu mà ở ngoài đời người ta thuê mình làm trả tiền thì phải đi làm cho họ mới trả tiền chứ, phải đi làm cho mới kiếm tiền. Còn ở trong này sai làm không có tiền, nhưng mà mình phải nghĩ có công đức chứ. Cái công đức mà làm cái lò đậu hũ cho đại chúng ăn là công đức thù thắng, rất thù thắng. À không? Chú Tụ kêu ra đứng coi ra cũng không thấy, rồi cuối cùng lại phụ cho nó đưa tôn lên làm đến 8-9 giờ tối là xong cả mấy tôn hàng xung quanh gọn gàng hết. Lạnh quá trời luôn, bởi vì lên ở trên đó nó gió hù hù, rồi tối cái rồi lại kêu thầy Tệ nấu một nồi bún ra cho anh em, thì chúng tôi cũng ngồi ăn chung với thầy Thiện. Nói thực sự chúng của mình không phải là làm biết, nhưng mà không có ai chỉ đạo, sai một người đó không có có chấp hành và vận động anh em. Thầy Thiện nói đúng, tụi con không phải làm biến. Nếu có chú Tú mà chú kêu là tụi con kêu là phải làm, bởi vì sư phụ nói là nhờ trực tiếp với lại chú Tú là phải làm, thì anh em chẳng lẽ bỏ. Cái này do chú Tú. Cho nên thành ra chúng tôi nói cái chuyện này để đại chúng ở dưới này biết là chúng tôi giao cái việc gì là phải làm, mà chúng tôi biết khả năng làm được. Làm không được nói học con không làm đi, thầy làm đi. Thì nói vậy chúng tôi làm, đâu có gì đâu. Ở chúng tôi lên huy động anh em làm được ngay. Thế vì hồi sáng mình làm thì khỏe không? Lên ngồi thăm chơi uống trà rồi nghỉ ngơi, tối tu sáng tu. Thấy không? Thì đó bữa nay có làm gì đó đâu, bữa nay nghỉ. Thế chưa? Cho nên thành ra là cái việc của đại chúng mình phải tôn trọng cái người đi trước khi họ nhờ mình. Người đời thôi, Phật tử thôi. Họ nhờ chúng tôi cầu an, cầu siêu, nhờ chuyện gì là chúng tôi làm tới nơi. Có một số những công việc chúng tôi muốn giúp cho một gia đình đó mà giúp chưa xong, trong lòng nó ấy nấy, nó bồn chồn, nó khó chịu vô cùng. Muốn cho họ có được một chút xíu kinh tế hay là cái chuyện tu hành á, mà họ không nhờ mình mà mình phát tâm thôi á, là mình làm chưa được đã ấy nấy nè. Còn cái này ông thầy ông trực tiếp ông nhờ mình, không là lý do lý trấu đủ trò đủ chuyện. Rồi chui vô nằm chung trong cái phòng của thầy Nhật Nguyện, đâu có làm gì đâu, đâu có bệnh gì đâu. Thí dụ người ta không làm mình kéo vài anh em ra làm có chứ. Là chúng tôi hôm nay để chỉnh đốn chú Tú lại cái việc chú sai vô cùng. Thực ra nó không phải là việc quan trọng, mà thực sự là cái việc cần thiết. Không phải quan trọng xây nhà cửa đồ lớn, nhưng mà nó là cần thiết để làm lò đậu hũ. Có đậu hũ đã ăn 3-4 ngày, hôm nay không có đậu hũ rồi. Thấy không? Cho nên thành ra chúng tôi nói như vậy để cho thầy Nhuận Minh, các thầy trên đó, khi chúng tôi giao việc gì, ví dụ là giao thầy Nhuận Minh với lại thầy Hào giải quyết cái chuyện gì đó là phải giải quyết, chiều báo lại cho chúng tôi liền, để chúng tôi phải hỏi. Làm không được thì không, con không thèm làm đâu, thầy làm đi. Thì báo với chúng tôi làm được ngay. Giao cho mấy thầy làm để mấy thầy có phước đó. Đó không? Cho nên ra là cái việc chúng tôi nói là ở khu viên tu cũng vậy. Chúng tôi nhờ việc gì là chúng tôi hỏi cặn kẽ luôn. Làm được không? Kiểu được. Một ngày xong không? Xong. Vậy cuối cùng làm không xong. Thì đó là cái tội mình là bất kính. Nguy hiểm vô cùng. Chuyện này mình không răng đe vài bữa là coi chừng chết. Nguy hiểm vô cùng. Đó là cái chuyện này là trong chúng của chúng tôi như vậy. Thì gia đình quý vị cũng phải hết sức khéo léo. Mình phải khéo léo để điều chỉnh một cái gia đình mình cho ổn định. Cái chuyện này không phải dễ. Đó. Cho nên thành ra là hôm nay thì nghỉ ngơi. Ngày mai là có chú Đố đó, ông có cái công việc, tức là ông đổ bê tông cho các cụ ở nhà ông vô. Thì chiều hôm qua ông lên ông nhờ chúng tôi ngày mai là hôm nay, nhưng mà hôm nay chủ nhật nghỉ, mấy chú xuống nói chú Đố ngày mai mình đổ một chút bê tông. Họ phát tâm họ cho miếng đất để mình làm cho các cụ ở luôn. Họ bỏ tiền họ đổ bê tông, mình xuống mình phụ công một chút sáng mai đi.
Bây giờ cho thầy Long đó, giao cho thầy quản lý về cái ban xây dựng 7-8 người, rồi phụ thêm mấy người khác, phụ thêm mấy anh em kêu để làm. Dưới này cả một cái vườn rau đáng lẽ làm 3-4 tháng mà con 1,5 tháng xong. Quan trọng cái người lãnh đạo. Hôm qua mà chú Tú nói, con hứa với sư phụ là làm xong trong một ngày hoặc buổi sáng, không xong là chiều xong, mấy anh em phụ đi, không thôi sư phụ lên la. Nếu họ kính trọng mình, họ sợ thì làm gì cái chuyện đó xảy ra. Cái này họ lờn, bất kính, nguy hiểm vô cùng. Thấy không? Cái này không phải chuyện nhỏ chúng tôi xé cho to, mà cái đây là cái chuyện mà coi như là không có, có vần lời. Chúng tôi đã kêu ra giao tận việc rồi, chứ đâu phải là không giao. Đừng có nói sau buổi sáng giảng không có nói mấy anh em ra làm, để sẽ nhắc hoài như vậy sao? Cái đó là cái việc mà hôm nay là chúng tôi hồi hôm qua là lên thấy là đại chúng trên nó không ổn. Mà cả một chùa, cả 100 người trên nó đâu phải ít đâu. Mấy anh em săn tay áo ra, ào ào ào, 30-40 người cái đẩy đất vô là xong cái nền, sáng nay xong cái nền rồi. Bữa nay đâu có xây gạch đâu, mình dừng tôn xung quanh cái trên, dừng tôn nó thoáng mát, cái làm lò đậu hũ có đại chúng ăn. Cả đại chúng ăn bao nhiêu cái công sức của mình đổ vô đó là cái phước báu mình như thế nào, rất lớn. Cái hôm nay là chúng tôi quan trọng về cái chuyện rau củ quả, những thức ăn cho đại chúng có thực mới vượt được đạo mà. Mà ăn là những thức ăn tinh khiết, họ có sức khỏe là phước báu mình rất lớn. Đó. Những người này là phải sám hối. Thấy không? Không đơn giản. Còn cái việc mà hôm nay tổ chức cái lễ tri ân là thứ 6 tuần sau đó, là có cái lễ phóng sanh rất là lớn mà chúng tôi làm tại đây thôi. Thì ở trên tỉnh thất mà mình làm lên mà có một số Phật tử ở nhà râu xuống tham dự mà không cho người ngoài vô thì sẽ bị Phật lòng họ. Có một số các cô Phật tử họ lên họ đứng ngay cửa, họ nhớ Phật, họ nhìn vô. Hôm qua chúng tôi đi xuống mấy người Sài Gòn họ lên họ tưởng mở cửa rồi, chưa mở mà họ đứng họ nhìn vô hoài, họ kêu nhớ chùa quá. Thì chúng tôi thấy họ kêu chú Nhật Minh ngưng lại, phải mở cửa cho họ vô, họ lễ Phật đồ xong xuôi hết, họ nhét vô túi cúng 1 triệu. Cái xong chúng tôi dắt vô trong cái bếp, cái múc bún thầy Tuệ, thầy làm, thầy đáng lẽ họ tối hôm qua làm vừa thôi, cũng làm gấp 3 lần ăn, quá trời bún dư kinh khủng luôn, bún màu rồi bún trắng rồi một nồi, chúng tôi mới còn nóng chúng tôi múc cho họ ăn. Có cái ông đó ông kêu con mà ăn tô bún thầy múc rồi con có phước con sống chắc 100 tuổi. Múc 3-4 tô bún xong thôi đi về. Trời ơi, chúng tôi mở cửa cho mấy chú bảo vệ đâu dám mở, họ mừng, trời ơi, kêu họ Tết lên rồi. Bây giờ tưởng ngưng rồi, được mở cửa vô, đứng ở cửa mà thấy họ mừng quá chừng. Họ thấy chùa mà họ mừng, còn mình ở trong chùa mình nó mệt, nó ghét quá, nó chán quá. Trời ơi, mình ở trong chùa, làm thầy chùa mà chán chùa nữa thôi, chết queo râu rồi, chết tươi nồng nọc rồi. Không biết tiếc cái phước, không quý phước và không thích phước thì chết rồi. Làm lò đậu hũ là phước báu. Cho nên hôm nay chúng tôi trồng rau là quan trọng cái sự ăn uống của đại chúng. Rau nó quan trọng vô cùng, đậu hũ quan trọng vô cùng. Nó làm cả khu chân tu dưới này ăn lời biết bao nhiêu tiền không? Đi ra mua ngoài tàu là thạch cao là lại là mắc không? Thấy không? Cho nên thành ra cái việc mà chúng tôi đã giao thì phải làm. Không làm phải báo ngay, mà làm không xong cũng phải báo. Để chúng tôi hỗ trợ chứ. Đâu có chuyện giỡn ngươi vậy được. Cho nên ra tổ sư ông Quang ngày không nhận người xuất gia là hôm nay chúng tôi thấy rõ. Còn cư sĩ như ông Tú ấy, nói ông nghe cho coi, chứ mà ông bắt đầu mới xa di chứ tỳ kheo một cái nữa là phải biết luôn. Nói là cãi liền cho coi. Đơn giản đâu, cho ấn tổ ngày nói thôi tôi ở mình tôi cho sướng vậy rồi, yên ổn vậy rồi. Chúng sanh can cường khó độ lắm. Trong này ngũ trược ác thế thì họ cũng là gì ác thế mà dễ gì độ họ. Thực sự hôm nay chúng tôi không phải là tán thán thầy Phổ trước đại chúng mà và lấy lòng thầy, mà thầy ngữ ai cũng nói từ khi mà thầy đi các nơi thầy về là cái câu đầu tiên là con đi tùm lum hết, không chỗ nào trụ, con giao hết cho sư phụ nói sao con giao, nghe vậy kêu thầy lớn rồi thầy quyết định, kêu không con quyết định không được nữa. Thì từ lúc đó về đây là mọi việc từ bếp nút cho đến tới đi chợ cho đến tất tần tật là không bao giờ bận lòng. Như thầy Long trong đó cũng vậy, giao việc hoặc khi không khi nào làm chúng tôi phải bận lòng. Những người này con ngoan, còn mình là hư thì phải trị đó, không có đơn giản đâu. Mấy bà cũng phải vậy. Chúng tôi thực sự không phải ngã mạn hoặc là bực bội tức tối gì đâu, nhưng mà thấy sao kỳ cục, chuyện đó đáng lẽ không xảy ra mà nó là xảy ra như vậy. Người đời không nói mình tu rồi, nói vậy để tự hiểu. Còn cái việc lễ tri ân đó thì không phải là giảng cái đúng là ngày một tay đó, một tay tháng năm đó. Thì cái ngày đó là cái ngày lễ tri ân hàng năm thì lại tổ chức tại dưới này. Có vài thầy xuống dưới này, thầy Minh, thầy Tuệ xuống mình tổ chức. Có vài cái chương trình
Đức An đọc thơ, cái bài thơ cũng đặc biệt, rồi có đứa bé nó cũng hát, rồi thầy Minh đọc cái bài tri ân, rồi có cái bánh kem vừa vừa giữa đại chúng dưới này, trên đó làm cái bánh kem đơn giản thôi, không tốn kém gì nhiều. Còn Phật tử cứ ở tại nhà đó mà nghe trực tiếp rồi ăn bánh kem qua hình ảnh đi. Chứ giờ làm gì có bánh kem thực tế ăn, còn muốn có bánh kem thì thôi làm cái bánh kem ghi là cái gì lễ tri ân thầy Giác Nhàn, làm ở nhà ăn đi cũng được, thấy không? Chứ giờ làm sao gửi bánh kem đi khắp các nơi trên thế giới được, biết nhà đâu gửi. Còn có một số quý Phật tử nghe lễ tri ân có phóng sanh, có làm một số việc Phật sự đó thì bữa đó cũng nấu lẩu rồi nấu đồ cúng dường cho đại chúng trên đó, thì một số quý Phật tử cũng phát tâm cúng dường, có cô đó cúng dường 17 triệu lễ tri ân, rồi có người cúng dường 700 ngàn, có nhiều người cúng dường 15 ngàn. Thì họ tỳ hỷ thôi, chứ chúng ta không kêu gọi gì, cái lễ này nó đơn giản, ai biết cái lễ tri ân đó thì họ tỳ hỷ cái gì đó thì mình nhận cái đó thôi. Nhưng mà năm nay lễ tri ân không có phải trên tỉnh thất đông đảo nữa, mà chúng tôi phát trực tiếp như vậy ở khu chuyên tu, mà 9 giờ sáng bắt đầu mới làm, đến 10 rưỡi là làm một cái lễ phóng sanh. Cũng như hôm nay cũng có ít Phật tử phát tâm phóng sanh, thì từ mua đồ phóng sanh từ hồi sáng, rồi sau khi chút xíu nữa là chúng ta ra làm lễ phóng sanh. Ngoài cái việc mà chúng tôi làm rau làm đồ một tháng rưỡi này thì tập trung vô ít có để cái tâm về cái việc mà để mà phóng sanh, bởi vì Phật tử họ cũng tiền bạc nó cũng khó khăn á. Cho nên hôm nay thì bắt đầu chúng tôi sẽ mỗi chủ nhật là có cái lễ phóng sanh tại đây, và trên tỉnh thất cũng có lễ phóng sanh để cho Phật tử ở tại nhà không đến chùa cũng gieo được cái duyên để mà phát tâm cúng dường phóng sanh đó. Đó là cái việc mà lễ tri ân. Còn cái lễ Phật đản thì hôm qua cũng có một số Phật tử gọi đến thầy Phổ là tuốt ngoài Bắc đó, thì bây giờ cái việc Phật đản đó thì lễ lớn đi, lễ lớn là phải tổ chức trên tỉnh thất. Nhưng mà có một cái rất là lo, đó là đây là một cái văn bản mà đáng lẽ phải cho thầy tánh đọc, nhưng mà văn bản của Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện là tổng thư ký đã ký và họp xong rồi, là nói trong này cái nội dung hôm bữa cho chúng tôi nói đó, là tất cả Phật đản, tất cả Phật tử để tổ chức Phật đản là tại nhà, chùa không tổ chức xe hoa, không lễ đài, không quá 20 người. Cái việc này của Giáo hội Trung ương đề ra, bao nhiêu người cứ nói xe cộ chạy, một số trường học sao chùa không mở cửa. Tôn giáo mình thì nó có một cái là nhiều tỉnh tới, nhất là chùa mình. Cho nên thành ra là vẫn chưa có thông báo của huyện, của xã là để mà không giải tỏa cái chuyện cách ly, mở cửa chùa. Vì vậy cho nên Phật tử bên ngoài cố gắng chờ đợi. Hôm bữa chờ đợi chúng tôi đi Mỹ 2 năm còn chờ đợi còn được, mà cái này chờ đợi chứ mới có chưa được 2 tháng mà làm gì nôn nóng vậy. Cái này là cái chuyện mà một số người họ chờ đợi chúng tôi qua Mỹ, họ chờ đợi được. Những cái nơi mà họ về họ mua nhà, họ nói là trước sau về thầy Nhàn cũng về lại cái cơ sở khai sơn lập địa của ổng, không ai lấy được của ổng đâu. Một số người họ về lúc đó họ mua rẻ quá trời luôn, bây giờ họ có phước báo, nhà nó mắc lên. Nói như vậy Phật tử cứ yên tâm, nếu thực sự là muốn hộ niệm, muốn chịu tu hành thì tỉnh thất Quan Âm từ từ cũng sẽ mở cửa. Đây là cơ sở tôn giáo, các chùa khác mở thì chúng tôi sẽ mở, chúng tôi canh còn hơn quý vị nữa. Phật tử họ vô họ tu, mình cũng có cái phước báu, một ngày không tu là mình biết là cái chùa của mình nó giảm bao nhiêu phước báu đối với Phật tử mà mình thu nhận cái phước báu Phật tử tu không. Cái công đức này là quan trọng, còn tiền bạc là tùy theo cái phước của mình thôi. Chứ còn công đức họ vô họ tu cái là mình có. Chúng tôi cũng chịu bò mót lắm chứ đâu phải không có chịu mở cửa để mà đóng cửa làm cho quý vị không được vô tu đâu, thấy không? Đó là cái việc mà chúng tôi thông báo, thì cái thời gian nó không có được nhiều, 8 giờ rồi. Thành ra là không có đọc cái văn bản này, nó 4 tờ dài quá. Và cái nội dung trong này là Phật đản, Phật tử phải tự tổ chức ở nhà, không được tụ tập. Và tại chùa, tổ chức tại chùa, không xe hoa, không lễ đài là quý vị biết. Cái ngày đản sanh là giống như cái ngày mà Chúa sinh ra đời, là ngày Giáng sinh. Bên Công giáo đó là cả một cái ngày đâu phải đơn giản đâu, mà giáo hội phải buộc phải đóng cửa mỗi chùa, tổ chức trong chùa thôi, Phật tử không đến tụ tập đông. Đây nó có cái điều lệ đó, chứ không phải là chúng tôi nói nó không có đâu nè. Quý cư sĩ Phật tử thực hiện nghiêm chỉnh quy định của chính phủ và của giáo hội trong việc giãn cách xã hội, tránh dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Mỗi gia đình tôn trí mừng Phật đản tại nơi trang nghiêm, tại tư gia, không tập trung nhiều gia đình, không tổ chức đông người.
kết nối đường truyền online với các chùa cơ sở, tự viện và với trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp để bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật và cầu nguyện bình an. Rồi có cái đoạn trong chùa đây nữa nè, là không được quá 20 vị nè, trong này nè, không được quá 20 vị trong ban trị sự Phật huyện cũng như ban trị sự tỉnh, không được quá 20 vị tập trung vô. Các vị ở các chùa khác tới trong một cái cơ sở Phật đản của ban trị sự đó, thấy chưa? Không được tập trung đâu. Tuy rằng bây giờ ví dụ như 30 tháng 4 đi, thông báo hết cách ly, nhưng mà hiệu lực của văn bản này cũng phải còn, trừ trường hợp là ban trị sự ra văn bản khác là cho Phật tử tụ tập cho lễ đài, mà ban trị sự đã quyết định là không có lễ đài, không xen hoa trong này rồi, không tụ tập rồi, chẳng lẽ giờ nói lại? Chỉ trường hợp thủ tướng có cái sự yêu cầu thì mới có thể trở lại được, thấy không? Cho nên thành ra chúng tôi nói là có căn cứ, chứ không phải thì là không cho Phật tử vô chùa rồi quý vị lại là buồn bất mãn phiền lòng. Đó, cái chuyện mà Phật đản là chúng ta tổ chức trên đó mà các thầy chỉ là dâng một cái bảng biểu ngữ cờ rồi vậy thôi, chứ không làm lễ đài gì nhiều nữa. Đó, thì đó là cái việc mà tổ chức lễ Phật đản. Còn cái vấn đề mà đi làm công việc dưới này đó, thì quý chú quý thầy công việc cần gấp giống như nhà lò đạo hữu thì mình phải biết giao ai là phải làm cho tới nơi công việc cần, chứ không phải kêu làm một buổi sáng là chỉ buổi sáng. Cái những ngày như hôm nay chủ nhật là nghỉ luôn, rồi những người khác không có công việc thì buổi sáng thôi. Còn hôm nay ví dụ có công việc gì để chúng tôi thông báo thì các cụ sẽ xuống, mà không thông báo không xuống. Như hôm qua là việc trồng gừng mà chúng tôi quên thông báo thì đại chúng xuống không có đông, là bởi vì không chuẩn bị trước. Thì về sau những công việc cần, thí dụ chúng tôi nói ngày mốt một số người buổi sáng xuống đổ bê tông dưới kia, còn một số người xuống trong trụ bê tông trồng thanh long rồi dưới này rồi trồng cây, chia ra hai ban làm buổi sáng thôi. Chúng tôi đã thống nhất họp hôm bữa là một buổi sáng là đúng một buổi sáng, nhưng có những công việc quan trọng thì mình đừng có cứng nhắc, phải uyển chuyển nó quyền biến đó. Cái đâu mà kêu làm buổi sáng là đúng buổi sáng như vậy rồi công việc nó không có trôi chảy để mình làm những việc quan trọng sao? Không phải trả lương thì trả lương buổi sáng là làm đúng buổi sáng. Mình là người trong nhà, mình phải làm việc cho nó ổn, chứ không có thể chấp cứ vào chuyện đó được. Cho nên thành ra là cái việc mà để mà trồng thêm gừng bên kia thì chắc cũng phải đợi 4-5 ngày mua nữa, rồi mẹ của chú Bảo mà mang gừng từ bên Đắk Nông gì đâu, bên Đắk Lắk gì, bên Tuốt, bên Gia Nghĩa rồi mang qua để có cúng dường, chưa có đủ. Rồi mình trồng gừng, rồi trồng mía, trồng sả, trồng bắp, trồng ngô để mình dùng. Cái chuyện này nó tốt vô cùng. Đồ sạch là bữa nay có giá trị. Mà mua mà không bao giờ có tiền mà không có đồ sạch đâu. Nói sạch vậy chứ làm gì mà nó không có phân, không có thuốc trong đó. Từ 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 mình sẽ tưới bằng cái đậu nành đó, để đồ mình là tinh sạch luôn, khỏi phân chuồng luôn. Rất là đặc biệt. Thôi giờ đại chúng chúng tôi thông báo vậy để cho biết, thì mình hồi hướng xong rồi ra phóng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Một chữ chung có ý nghĩa xuyên suốt vạn hành. Nếu có người giữ tấm lòng chung, ắt sẽ có hiếu với cha mẹ, kính anh, hòa thuận với họ hàng, bạn bè, tin cậy, xót thương kẻ cối cúc, giúp đỡ người quá bùa, nhân từ với mọi người, yêu thương loài vật, chẳng làm các điều ác, vân dự những điều lành. Vì sao vậy? Do chung nên chẳng dối, do chẳng dối nên chọn hết bổn phận. Do chọn hết bổn phận nên đối với những chuyện thuộc về bổn phận của chính mình đều chăm chú thực hiện, quyết chẳng mắc lỗi, đối phó vờ vĩnh cho xong chuyện, chẳng tận hết lòng, hết sức mình. Trong đời gần đây, tuy đã lật đổ đế chế, nhưng mọi sự đều phải nói đến chung thì mới chẳng đến nỗi ta dối gạt, người mắc lừa, luôn tuồn không chuẩn mực vậy. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ, lời tựa cho bộ Dương Tiêu Sơn tiên sinh Ngôn Hạnh Lục. Ông Cừ Bá Ngọc đến 50 tuổi mới biết 49 năm trước là sai trái. Khổng Tử tuổi chừng 70 còn mong trời cho sống thêm vài năm nữa để học kinh dịch hầu khỏi bất lỗi lớn.
Thánh hiền học hỏi, không vị nào là chẳng mong muốn hiểu đến chỗ rút ráo. Các nho gia cận đại chỉ học từ chương, chẳng bận tâm đến chánh tâm thành ý. Nếu lời nói hành vi của mình đem đọ với lời nói hành vi của thánh hiền mà sáng tối chẳng hợp nhau, tròn vuông chẳng khớp nhau, chẳng nên gấp suy xét tới từng điểm sai biệt ẩn kín nhỏ nhặt ư? Kinh Phật dạy người ta thường hành sám hối, ngõ hầu đoạn sạch vô minh, viên thành Phật đạo. Dù địa vị đến bậc đẳng giác như Di Lặc Bồ Tát, vẫn trong 12 thời lễ thập phương chư Phật để mong hết sạch vô minh, viên chứng pháp thân. Hú những kẻ kém hơn ngài chẳng học theo vậy ư? Kẻ phàm phu sắc đất khắp thân là nghiệp lực, chẳng sanh hổ thẹn, chẳng tu sám hối. Dù nhất niệm tâm tánh bình đẳng với Phật, nhưng do phiền não ác nghiệp ngăn lấp nguồn tâm, chẳng thể hiển hiện được. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Đối với việc dứt ác làm lành, dựa trên thực tế mà suy xét thì không gì hay bằng cũng quá cách. Nhưng nếu tâm chẳng thành kính, dù suốt ngày ghi công chép lỗi cũng chỉ là hư văn. Ở nơi đây chưa có sách cũng quá cách, nhưng theo tôi thấy chỉ nên chú trọng lòng thành, giữ lòng kính. Trong suốt 12 thời chẳng có một niệm hời hợt, một tướng lười nhác sao nhãng. Đối xử với thế nhân chỉ giữ lòng trung thứ, tức là trung hậu và khoan dung, thì tự nhiên trong hết thảy lúc, hết thảy chỗ, ác niệm chẳng thể khởi từ đâu được. Giả như do tu tập sai khiến, ngẫu nhiên ác niệm phát sanh, vì luôn ôm ấp lòng thành kính trung thứ, sẽ tự có thể hễ niệm khởi liền nhận biết ngay. Hễ đã giác thì ác niệm liền không, quyết chẳng đến nỗi để nó tăng trưởng, khiến cả ba nghiệp phải xuôi theo. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Việc giảm thiểu lầm lỗi thật sự là công phu thiết yếu của cả nho lẫn Phật. Ông Cừ Bá Ngọc đến năm 50 tuổi thấy cả 49 năm trước mình đều sai trái. Nếu ai nói muốn bất lỗi nhưng chưa làm được thì nên biết là phải thật sự dùng công nơi ý, chứ chẳng phải hệ thân khẩu vừa phát động liền có lỗi đâu. Tại gia cư sĩ hàng ngày cùng người cư xử phải luôn đề phòng trong mỗi khắc, nếu không chẳng những ý nghiệp không tình mà thân khẩu cũng thành ra ô uế bất tình. Muốn cả mình lẫn người cùng được lợi thì không gì bằng lấy những hành vi của vị chánh nhân đã nói ở trên, tức ông Cừ Bá Ngọc, làm khuôn phép gương mẫu vậy. Muốn học theo Phật Tổ liệu sanh tử thì phải bắt đầu từ việc hổ thẹn, sám hối, dứt ác, tu thiền, ăn chay, từ răng nhắc, ý thật chân thành thiết tha. Phải thật sự tu tập, tận lực thực hành, nếu không chỉ trở thành vọng ngữ trong các thứ hư dối. Biết chẳng khó, làm được mới khó. Mấy kẻ thông minh trong thế gian đều chỉ nói được nhưng không làm được. Chọn một đời này uổng công vào núi báu, trở về tay không. Đáng xót, đáng tiếc thay, đáng xót, đáng tiếc thay. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay lợi ích toàn do người. Ba nghiệp bốn oai nghi, tức đi đứng nằm ngồi, thường giữ như tứ vật bốn điều đừng của nhan uyên. Ngũ giới thập thiện khác gì tâm tịnh, ba điều từ cánh tịnh của tăng tử. Trong nhà tối tuy không ai thấy, nhưng thiên địa quý thần đều biết. Niệm mới manh nha, nhưng tội phước ẩn nhiệm đã rạch rồi, như trời với vật. Nếu thường tu tỉnh được như thế thì tất cả hành động đều là thiện, ác chẳng sanh từ đâu được. Đây chính là quy mô sâu rộng của chánh tâm thành ý, chớ nói là nhà Phật phiền toái, chẳng dáng gì nhanh tắc như nho gia. Kinh Pháp Hoa nói, tạm giới không yên hệt như nhà cháy, các khổ đầy dẫy thật đáng kính sợ. Vì thế để thành tựu con người, trời phải có khổ, có vui, có nghịch, có thuận, có phước, có hòa, vốn chẳng nhất định. Nhưng người trong hoàn cảnh ấy, nếu có cái nhìn thấu suốt, sẽ thấy
không khổ, không vui, không nghịch, không thuận, không hòa, không phước. Vì thế, quân tử vui biết mệnh trời, trên chẳng oán trời, dưới chẳng trách người, an vui theo hoàn cảnh, không lúc nào là chẳng tự tại tiêu dao. Vì thế, họ chẳng phú quý mà hành như đang hưởng phú quý. Chữ hành ở đây hàm ý ung dung, tự tại. Phú là cứu giúp khắp mọi người bằng cùng. Quý là tận tụy với vua, giúp đỡ dân. Chẳng bần tiền mà hành như bần tiền. Nếu trong nhà không tiền của, thân chưa ra làm quan, thì thanh bần giữ khí tiết, chẳng dám làm bậy. Chẳng phải mọi rợ mà hành xử như mọi rợ. Ý nói, nếu vì lòng tận trung mà bị sàm tấu, bị vua biếm chút ra miền xa, như các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây, Hắc Long Giang, vân vân, thì tâm bình khí hòa, trên chẳng oán vua, dưới chẳng hận người sàm tấu, tự có mình giống như người dân đang sống tại những vùng ấy. Chẳng hoạn nạn mà hành như đang hoạn nạn. Nếu như chẳng những bị đày còn bị trừng phạt, nhẹ thì bị đánh đập giam cầm, nặng thì bị chém đầu phanh thay, hoặc đến nỗi diệt tộc, nhưng vẫn cứ chẳng oán vua, chẳng hận gian đặng. Nếu tự mình làm được như thế, khi gặp người gieo vạ còn giữ được như thế, huống hồ khi trời gieo vạ, hả có nên oán hận chăng? Người như vậy, người yêu mến, trời bảo vệ, ngay trong đời này hoặc trong đời sau, hoặc con cháu người đó nhất định sẽ hưởng phước báu vô cùng, xứng với đức ấy. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Phàm là người bỏ lỗi theo lành và tu tịnh nghiệp, chỉ quý ở chỗ chân thành, tối kỳ giả dối. Chẳng được ngoài mặt phô trương cái danh làm lành tu hành, trong lòng bất trung bất thứ. Ông Cừ Bá Ngọc năm 50 tuổi thấy 49 năm trước mình toàn làm quấy, có vậy mới mong thành thánh thành hiền, học Phật học tổ, là bậc danh giáo công thần, là con đích thực của Đức Như Lai. Vì thế tôi chẳng quan tâm đến kẻ tăng người tục ấy là thành đạt hay cùng quẩn chi cả. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương phải biết nhân hiểu quả, hành vi nơi thân, ý niệm nơi tâm phải hợp với Phật. Nếu trái nghịch Phật, dù có niệm Phật cũng khó vãng sanh, vì chẳng cảm ứng đạo giáo vậy. Nếu có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sửa lỗi như trừ ghẻ độc, lập chí như giữ bạch ngọc, thì vạn người chẳng sót một ai, đều được vãng sanh cả. Nói về những quy luật phải giữ, ngoài việc ăn chay trường niệm Phật, là nói đến việc chăm chấm bền lòng, hiếu thuận, thành kính, giữ trọn vẹn luân thường, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Tâm nghĩ niệm khởi chẳng hề tà vầy, khuất khúc và hư nguỵ. Làm việc cho người phải tận hết trách nhiệm, gặp người hữu duyên khuyên họ nhập đạo. Các hành tướng như vậy chẳng cần phải thuật đủ, chỉ xin xem Ứng Quang Văn Sao và An Sĩ Toàn Thư sẽ tự biết. Phải biết rằng là đệ tử Phật, phàm làm gì phải vượt trội hơn hành vi thế tục, thì chính mình mới đạt được lợi ích chân thật, khiến cho người khác trông thấy làm lành theo. Nếu miệng nói tu hành, trong tâm chẳng lành, đối với cha mẹ, anh em và hết thảy người đời chẳng chọn hết bổn phận, thì người như thế gọi là ngụy thiện nhân. Nhân địa đã giả dối, làm sao đạt lợi ích thật sự? Cái học của thánh hiền đều bắt đầu từ cách vật, chí chi, thành ý, chánh tâm. Huống muốn liệu sanh thoát tử, siêu phàm, nhập thánh, lại chẳng như thế ư? Về ý nghĩa của cách vật, chí chi, nên xem lời tựa bằng in lại sách Chú Giải Tứ Thư của Ngài Ngẫu Ích và lời tựa cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn. Niệm Phật phải khéo phát tâm, tâm làm chủ việc tu trì. Tâm nếu phù hợp với bốn hoằng thệ nguyện, thì niệm Phật một câu là một điều lành, công đức vô lượng vô biên. Huống hồ là ba nghiệp thân khẩu ý luôn đặt nơi niệm Phật lợi sanh. Nếu tâm chỉ cầu tự lợi, chẳng mong lợi người, dù làm nhiều việc vẫn đạt được công đức rất ít.
huống hồ lại có ý khuynh đảo người, hại người, và tâm tự khoe khoang hậm hĩnh, thì việc mình niệm Phật đó, việc mình làm đó, dù chẳng phải hoàn toàn không công đức, nhưng trong trăm ngàn vạn ức phần, mình chỉ thật sự đạt được một phần rưỡi thôi. Thế nhưng tội lỗi của ác niệm cũng lại chẳng ít. Bởi vậy, người tu hành ai nấy phải khéo phát tâm, chứ chẳng riêng gì người niệm Phật. Phải biết rằng Phật Pháp vốn chẳng lìa thế gian, tất cả những bạn trong liên xã ai nấy đều phải trọn vẹn bổn phận của mình, như cha hiền, con hiếu, anh rộng lượng, em cung kính, chồng sướng, vợ theo, chủ nhân từ, tớ trung thành, vân vân. Lại phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, kiên giết, phóng sanh, chẳng ăn mặn, uống rượu, ngăn điều tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, tự lợi, lợi tha, lấy những việc như vậy làm trách nhiệm của mình. Như thế thì nền tảng vững vàng, ngay ngắn, đáng thọ pháp nhuận. Nếu có đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, ác sẽ vãng sanh thượng phẩm. Kẻ ngu trong đời phần nhiều thường không tu hành thật sự, chỉ mong được cái hư danh là tu hành chân thật. Vì thế bày ra đủ mọi cách tô son chắc phấn, thành ra những trò giống như thật nhưng chỉ là giả, chỉ mong người khác khen ngợi mình. Tâm hạnh họ đã dơ bẩn quá đỗi, dù có tu trì cũng bị tâm ấy làm bẩn, quyết khó được lợi ích chân thật. Đấy gọi là thích danh ghét thật, là điều đại kỳ bậc nhất cho việc tu hành. Nếu ai thực hiện những điều nên làm đã nói ở phần trước, không có những điều nên tránh như đã nói ở phần sau, người ấy là người hiền trong thế gian, là bậc khai sĩ trong Phật Pháp. Dùng thân mình làm gương cho mọi người, từ trong nhà ra đến làng xóm, từ làng xóm đến thành ấp, cho đến toàn quốc và tứ thiên hạ, thì lễ nghĩa hưng thịnh, căn qua vĩnh viễn ngưng dứt, từ thiện nảy nở, tai hại chẳng sanh, mới hồng thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Đã niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì phải phát tâm từ bi, hành phương tiện sự, dứt tham sân si, chánh giết trộm dâm, tự lợi lợi người mới hợp ý Phật. Nếu không tâm trái với Phật, cảm ứng đầu giao bị giãn cách, chỉ gieo nhân đời sau, khó được quả hiện đời. Nếu chí thành niệm Phật, hạnh hợp tâm Phật, tâm khẩu tương ứng, thì người như thế đến lúc lâm chung, A Di Đà Phật và các thanh chúng tất nhiên hiện đến tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Một phen sanh về Tây Phương, liền siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chi hưởng các vui. Đấy là toàn cây vào Phật lực, chẳng bằng đến công đức là cạn hay sâu, có hoặc hay không hoặc. Chỉ đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, quyết định vạn người chẳng sót một. Người học đạo an tâm lập hành, ắt phải chắc trực trung chánh, chẳng được có mảy may thiên lệch tư vị công vẹo nào. Nếu có chút thiên lệch tư vị công vẹo nào, sẽ giống như cái cân có mấu cân chẳng chuẩn, cân các vật nặng nhẹ đều sai. Như tấm gương thể chất chẳng sạch, chiếu các vật đẹp xấu chẳng đúng, sai chỉ hào ly mất cả ngàn dặm, sai lầm lan truyền không sao dứt được. Vì thế kinh Lăng Nghiêm nói, thập phương Như Lai đồng một đạo, nên xuất lý sanh tử đều dùng trực tâm, do tâm lớn lời nói đều ngay thẳng. Như thế cho đến địa vị trung thị, trong khoảng thời gian ấy vĩnh viễn không có các tướng ủy khúc. Kinh Thư nói, nhân tâm quy ách, đạo tâm tế nhị, rồng chuyên một mối, đừng chấp hai bên. Quán kinh dùng hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp, và thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi, phát bồ đề tâm, tính sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa để khuyến tấn hành giả, dùng đó làm chánh nhân cho tịnh nghiệp. Với 11 điều này, chỉ có một điều dùng tín nguyện sâu xa hồi hướng vạn sanh thì đều được như nguyện.
Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Những người cùng một sắc áo với tôi hãy thường nghĩ ta là đệ tử Phật, phải nên hoằng dương sự giáo hóa của Đức Phật, giáo hóa chúng sanh để làm cầu bến cho cõi đời, báo ân đức của Phật. Nếu chính mình vẫn chẳng tự gắng sức thì hóa ra đã tạo căn cứ cho những kẻ đuổi tăng, chiếm đoạt tài sản, biện minh cho hành động của chúng, bị kẻ tại gia chuyên rộng tu hành coi thường, há chẳng phải là tự mình chuốc lấy nỗi lo hay sao? Con người ai mà không mong được người khác tung hô, nếu chẳng gắng sức tu trì thì chính là tự chuốc lấy sự chán ghét. Phật pháp chẳng thể bị bại hoại bởi thiên ma ngoại đạo, mà chỉ bị bại hoại bởi tăng sĩ không tuân phụng giáo pháp và giới luật của Đức Phật. Ví như trùm trên thân sư tử tự ăn thịt sư tử, chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Con người ai cũng có thể là nghiêu thuấn, ai cũng có thể thành Phật. Điều đáng quý là tự gắng sức. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 7, hết tập 8.